Chào mừng cả nhà đến với kênh Quy Chuyện chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo bộ truyện tiên nghịch tập 246 trận chiến đầu tiên của tiên cường chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Quy Chuyện nhé. Tại cổ tộc chỉ có 3 tòa cổ miếu, phân biệt ở Hoàng Thành Tam Tộc, ở phía dưới ba pho tượng cổ tổ. Mỗi một tộc nhân cổ tộc trưởng thành vào khi trải qua tam tổn kiếp đều đi tới tổ miếu nhưng cũng không tiến vào quá sâu mà chỉ ở ngoại vì mà thôi. Chỉ có người hoàng tộc mới có thể đi sâu vào bên tổ miếu, độ qua kiếp nạn này. Từ cổ trí kim có rất ít người có tư cách bế quan trong tổ miếu dù là đại thiên tôn cũng rất khó có thể làm được, nguyên nhân là quyền mở tổ miếu nằm trong tay các đời hoàng tôn. Vương Lâm đứng tại trung tâm của hoàng thành, phía dưới pho tượng cổ tổ khổng lồ, nhìn pho tượng chống trời này, Vương Lâm đứng nơi đó trầm mặc không nói, pho tượng này giống hệt với pho tượng tại đạo cổ hoàng thành, cổ tổ chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa thần sắc lộ vẻ khinh miệt. Vương Lâm lúc trước khi đi qua đạp thiên kiều thứ ba, khi hắn nhìn thấy pho tượng này tại đạo cổ hoàng thành cảm thấy nó cũng không quá lớn, nhưng giờ phút này pho tượng này trong mắt hắn đã có sự bất đồng thần sắc khinh miệt kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, sâu trong đó Phương Lâm có thể thấy ẩn chứa một sự bi ai giống như đối với bản thân, đối với chúng sinh, pho tượng cổ tổ này là do ai điêu khắc, Vương Lâm nhẹ giọng nói, là cổ đạo đại thiên tôn, bên cạnh Vương Lâm, Tống Thiên đứng đó cũng đang nhìn pho tượng, chậm rãi nói, sau khi cổ tổ biến mất, cổ đạo đại thiên tôn không biết lấy từ đâu ra ba ngọn núi, tự mình điêu khắc, đứng sừng sững tại hoàng thành tam tộc. Cũng bởi vì thế mà hậu nhân cổ tộc chúng ta mới có thể nhớ rõ hình dáng của cổ tổ, không quên lãng theo năm tháng vương lâm gật đầu nhẹ hắn biết một chủng tộc muốn có tượng trưng và hy vọng nếu không có trung tâm tinh thần tồn tại thì cũng không thể sinh sôi nảy nở lâu dài mà sẽ từ từ biến mất theo năm tháng hiển nhiên pho tượng cổ tổ này cùng với những truyền thuyết chính là tượng trưng và kỳ thác của tam mạch cổ tộc pho tượng này còn thì cổ tộc còn cổ đạo đại thiên tôn thân là người bảo vệ cả cổ tộc có thể làm ra chuyện này đã thể hiện trí tuệ của hắn phía dưới pho tượng này chỉ có hai người vương lâm và tống thiên giống như đang yên lặng chờ đợi gì đó không bao lâu sau chị ấy từ phương hướng trong thủy cổ hoàng thành mơ hồ truyền ra tiếng lầm rầm càng ngày càng to hơn phóng tới nơi này vần quanh bốn phía pho tượng cổ tổ hình thành một tầng sáng màu tối phía dưới pho tượng này ở dưới hai chân hắn có một cánh cửa hình vòm khổng lồ cánh cửa này giống như đã bị phong bế nhưng ánh sáng kia bao phủ liền khiến nó truyền ra tiếng ầm ầm từ từ mở ra vương huynh tổ miếu đã mở tổng mỗ không tiện nữa bảo trọng tống thiên ông quyền nói với vương lâm vương lâm nhìn đại môn đang mở ra trong mắt lộ ý ngưng trọng hắn có thể khiến lý mộ uyển có tư cách tiến vào bên trong thái cổ thần cảnh hay không đều phải xem bản thân trong đệ tam tổn khiếp này có lấy được hai giọt hồn huyết hay không ông quyền hướng về phía tống thiên Vương lâm hít sâu một hơi đi vào trong tổ miếu bước chân hắn không nhanh nhưng mỗi bước hạ xuống đều rất trầm ổn từng bước từng bước dần dần tiến tới đại môn của tổ miếu đang mở ra không chút do dự mà tiến vào bên trong trong chớp mắt khi hắn đi vào bên trong tổ miếu đại môn của tổ miếu từ từ đóng lại chỉ sau nửa nén hương âm một tiếng tổ miếu liền hoàn toàn đóng cửa tầng ánh sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ cũng dần dần tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành một đạo cầu vòng bay về trong hoàng cung, không còn thấy đâu nữa. Tống Thiên đứng đó hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Tộc nhân thủy cổ nhất mạch hầu hết đều thấy được quầng sáng bao phủ quanh pho tượng cổ tổ nhưng người biết Vương Lâm tiến vào lại không nhiều lắm. Việc này đã bị thủy cổ hoàng tôn cấm nhắc tới, từ từ cũng không có ai hỏi tới việc này nữa. Cả thủy cổ nhất mạch cũng không có gì khác trước, chẳng qua tộc nhân tỉ mỉ sẽ phát hiện ra kế đô hoàng tử vẫn không ra ngoài, ở trong hoàng cung một thời gian dài, mà đại hoàng tử sau 10 năm cũng được phong vương, ảm đạm rời đi chấn thủ biên cương, lại qua 5 năm nữa, hoàng tử hoàng man cũng bị sắc phong vương, rời khỏi thủy cổ hoàng thành, từ đó trong 10 năm sau đám hoàng tử đều được phong vương rồi rời đi, trong thời gian 30 năm này trong hoàng thành chỉ còn lại duy nhất vị kế đô hoàng tử này, trong 30 năm này kế đô hoàng tử rất an tĩnh, ở trong hoàng cung, không tiếp xúc nhiều làm với ngoại giới. Thân phận hoàng tôn của hắn đã được xác định, không cần âm thầm làm việc gì nữa, hắn chỉ cần làm tốt phận sự của mình là không còn lo lắng gì nữa. Sau 30 năm trừ hắn ra thì tất cả các hoàng tử đều bị phong vương và rời đi. Lúc này tộc nhân thủy cổ nhất mạch đều đã nhận thấy ngôi vị hoàng tôn tương lai là thuộc về ai, dân dân kế đô cũng bắt đầu tiếp xúc với những lực lượng và quyền lực ẩn giấu thuộc các đời hoàng tôn, chậm rãi giao tiếp, quá độ với phụ hoàng. Đây là chuyện mà mỗi đời hoàng tôn trước khi thay đổi phải làm. Trong khoảng thời gian này thủy cổ nhất mạch cũng rất yên tĩnh tất cả đều duy trì liên tục, Kế Đô cũng vẫn duy trì một thói quen tốt là sáng sớm mỗi ngày đều dùng thời gian yên lặng nhìn về phía tổ miếu, hắn cũng không biết lần tiếp theo được gặp nghĩa phụ là lúc nào, nhưng thói quen này của hắn sẽ vĩnh viễn không thay đổi, rất nhiều tộc nhân đi theo Kế Đô cũng nhận thấy thói quen này của hắn, cảm thấy rất khó hiểu dù âm thầm hỏi thăm nhưng cũng không có chút đầu mối nào, chậm rãi theo thời gian trôi qua, việc này đã trở thành một bí ẩn, ngoài thói quen này ra, trong 30 năm này Kế Đô cũng không quên chuyện Vương Lâm sai bảo năm xưa hắn phái rất nhiều tộc nhân tới Hắc Thạch Thành, ở đó âm thầm bảo vệ một nữ tử. Nữ tử đó tên là Tống Chí hơn 100 năm qua Tống Chí không còn giống năm xưa mà đã có dấu vết của năm tháng. Nàng Thủy Trung không biết là ở Hắc Thạch Thành này bao gồm cả thành chủ có rất nhiều cường giả dạ ẩn thế, sứ mạng cả đời bọn họ là tồn tại vì nàng. Năm tháng chưa đi chớp mắt đã lại qua 20 năm, từ lúc Vương Lâm bước vào trong tổ biếu đã tới năm thứ 50, Thủy Cổ Nhất Mạch chuẩn bị tới một đại lễ. Đại lễ này chưa phải là đại lễ đưa kế đô lên làm vua mà là đại hôn của hắn, Hắn lựa chọn hậu nhân của Tống Thiên, một nữ tử tên là Tống Ngọc làm thê tử. Nữ tử này rất được Tống Thiên cưng chiều, cũng là một trong số ít người được hắn dạy bảo. Đại lễ lần này diễn ra trong mấy tháng, tộc nhân và hoàng thất của hai tộc còn lại cũng tới không ít, trong đó đạo cổ nhất mạch có một nam tử trung niên tới, tướng mọi người này nếu Vương Lâm có thể nhìn thấy thì sẽ nhận ra là rất giống Diệp Mịch, hắn là hậu nhân của Diệp Mịch. Sau khi đại lễ kết thúc, và lúc tất cả mọi người lục tục rời đi, vào ban đêm ngày đó khi trăng sáng treo cao, mặt đất phủ đầy ánh bạc kế đô mang theo thê tử đi tới trước tổ miếu ánh trăng nhu hòa chiếu lên pho tượng cổ tổ bốn phía vô cùng yên tĩnh kế đô kéo tay thê tử trong sự khó hiểu của nữ tử này dừng lại cách đại môn của tổ miếu mười trượng hắn nhìn tổ miếu ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt rất lâu rất lâu hắn mới yên lặng quỳ xuống đó nữ tử bên cạnh hắn dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì mà cùng hắn quỳ xuống ở cách tổ miếu mười trượng tống ngọc chúng ta không phải bái cổ tổ kế đô nói khẽ nữ tử kia sửng sốt chúng ta bái nghĩa phụ của ta đó nghĩa phụ nữ tử kia hơi kinh ngạc, nghĩa phụ, kế đô tổ chức đại hôn, cưới hậu nhân của tống tôn làm vợ, nàng sau này là hoàng hậu tương lai của thủy cổ nhất mạch. Hôm nay ta đưa nàng tới đây bái kiến nghĩa phụ, thần sắc kế đô cực kỳ cung kính, sự cung kính này phát ra từ tận nội tâm lộ vẻ chân thành. hàn vĩnh viễn nhớ rõ tất cả mọi thứ mình đạt được hôm nay đều là nhờ vương lâm, hàn vĩnh viễn ghi nhớ nếu không có vương lâm thì cuộc đời mình không có ngày trở thành hoàng đế. thậm chí nữ tử bên cạnh này có lẽ cũng không phải là thê tử mình mà thuộc về hoàng man, nghĩa phụ còn 50 năm nữa là kế đô trở thành tân hoàng. hài Nhi hy vọng ngày đó có thể nhìn thấy nghĩa phụ, kế đô thì thào, hướng về phía tổ miếu vái một vái. Nữ tử bên cạnh hắn giống như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía tổ miếu lộ vẻ khiếp sợ. Nàng mơ hồ nhớ tới tống tôn, lão tổ tống gia của nàng từng có một lần vô ý nhắc tới một sự kiện, một cái tên. Khi nhắc tới cái tên này thần sắc, tống thiên lộ vẻ phức tạp và cảm khái, cũng hiện lên một tia kính nể. Vương, vương tôn, nữ tử nói khẽ, kế đô cũng không nói gì nữa mà quỳ lại ở đó hồi lâu sau mới đứng dậy mang theo thê tử yên lặng rời đi nhưng vào chớp mắt khi hắn đi được hơn 10 trượng thì đột nhiên có một giọng nói truyền ra từ trong tổ miếu ngày ngươi trở thành tân hoàng vi phụ sẽ tới thân thể kế đô run lên xoay phát người nhìn về phía tổ miếu khuôn mặt lộ nụ cười sâu trong tổ miếu vương lâm đang ngồi khoanh chân nơi đó từ thân thể hắn tỏ ra vẻ mục nát đang héo rũ một mảng lớn cả người trông như một bộ khô cốt nhưng hai mắt hắn lại sáng ngời như trước tam tổn thất kiếp của cổ tộc năm đó khi ta ở động phủ giới đã thành công vượt qua nhị tổn tứ kiếp cũng vượt qua đệ nhất kiếp trong tam tổn tam kiếp đệ tam tổn của cổ tộc đệ nhất kiếp là cổ mạch thương khung huyết đệ nhị kiếp là cổ đạo tam vân thần đệ tam kiếp cũng là kiếp nạn cuối cùng cổ tổ ban ơn vương lâm thì thào nhìn về phía trước phía trước hắn có một tấm bia đá trên đó có khắc toàn bộ những thông tin liên quan tới tam tổn thất kiếp của cổ tộc hồi lâu vương lâm nhắm hai mắt lại trong óc hắn lại vang vọng giọng nói khi đạt được một giọt hồn huyết vào lúc vượt qua đệ nhất kiếp trong tam tổn năm xưa ta muốn trời sụp thì trời phải sụp ta muốn mặt đất vỡ tan thì mặt đất phải vỡ tan ta muốn chúng sinh diệt vong thì không kẻ nào dám không diệt vong ta muốn thương không vô tiên thì chẳng kẻ nào còn dám tồn tại ta là cổ sinh ra từ trước khi thiên địa xuất hiện tồn tại trước khi vũ trụ được sinh ra trước ta còn cổ tiên xuất hiện tiên muốn nô dịch ta ta muốn tiên này phải bị ta hủy diệt nếu ta thất bại thì hậu nhân của ta đời đời là kẻ địch của tiên đời đời khiến cho thiên hạ vô tiên ban cho ba con trai của ta chín giọt hồn huyết các con hãy thống lĩnh vạn dân của cổ tộc đợi tới ngày cửu khúc tam tướng cùng xuất hiện đợi ta luân hồi, đợi người kế thừa của ta xuất thế. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong tổ miếu kia, thân thể hắn héo rũ thoạt nhìn giống như là cái thê khô, áo trắng toàn thân lúc này cũng rủ xuống, như thể không còn ở trên người nữa. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên thanh âm này vang vọng suốt thời gian 50 năm, ban đầu thanh âm này như ẩn như hiện, giống như là thì thầm, nhưng theo thời gian trôi qua, ở trong đầu Vương Lâm thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, giống như là gào thét lên, nhất là hiện giờ dường như là có người ở bên tay hắn không ngừng gào lên trong tiếng gào thét kia lộ ra một sự nghịch thiên và không cam lòng, khiến cho máu huyết toàn thân Vương Lâm sôi trào lên, hừng hực bốc cháy, trong khi máu huyết toàn thân hắn bị thiêu đốt, thân thể máu thịt của hắn dường như không thể chịu đựng được, giống như là bị luyện hóa, không ngừng héo rũ cho đến hôm nay đã trở thành một cái thây khô nhưng lại không có một cảm giác suy yếu nào ngược lại, còn mơ hồ ẩn chứa một sức sống và sức mạnh kinh người, như thể nếu có một ngày thân thể của Vương Lâm lại khôi phục lại như thường, giống như khi hắn mới bước vào tổ miếu này thì sức mạnh thân thể hắn sẽ đạt tới một trình độ khủng bố cực kỳ kinh người. Trong tam tổn thất kiếp của cổ tộc đệ tam tổn kia có ba kiếp, ngoài cổ mạch thường khung huyết, còn có cổ đạo tam phân thần, dưới sự phân hóa có thể khiến cho người của cổ tộc khi độ kiếp sẽ có được sức mạnh cổ tộc bạo tăng. Rất nhiều tộc nhân của tam tộc chỉ cần có được 27 tinh điểm trở thành thánh thì trong cuộc đời sẽ trải qua tam tổn thất kiếp này, nhất là đệ tam tổn và hai kiếp cuối cùng kia cần phải ở trong tổ miếu của các tộc mới có thể vượt qua nhưng do sự khác nhau của thân thể, sự đề cao và tạo hóa mà mỗi người có được cũng không giống nhau. Trong 50 năm này, Vương Lâm Thủy chung quanh chân ngồi ở chỗ đó gần như không hề nhúc nhích, để mặc cho thanh âm bên tai kia không ngừng vang vọng. Cuối cùng sau khi kế đô hoàng tử ở trước miêu vái một cái rồi rời khỏi, Vương Lâm cảm thấy trong cơ thể mình, tiếp thứ hai của đệ tam tổn đã có dấu hiệu giáng xuống. Tiếng gà thét bên tai kia càng ngày càng kịch liệt, máu huyết trong cơ thể lại càng sôi trào thiêu đốt hừng hực một cảm giác khô nóng từ trong cơ thể hắn chậm rãi bộc phát ra tràn ngập toàn thân hắn cổ đạo tam phân thần vương lâm thì thào từ trên tấm bia đá ở nơi này hắn đã hiểu rõ cổ đạo tam phân thần này không phải là đem nguyên thần của hắn phân ra làm ba phần mà là muốn tiến hành dung hợp sau ba lần phân chia mỗi một lần phân chia sẽ phải chịu một sự thống khổ rất lớn giống như là tán công vậy hắn cần phải có một nghị lực rất lớn sau khi chậm rãi dung hợp lần thứ nhất sẽ lại tiến hành lần phân thần thứ hai sau mỗi một lần dung hợp nguyên thần và thân thể của hắn sẽ giống như đột một tăng mạnh càng thêm cường hãn. Một khi ba lần hoàn toàn kết thúc thì hắn sẽ vượt qua kiếp thứ hai trong đệ tam tổn này thành công. Kiếp này sẽ không xuất hiện sự tử vong, nhưng điểm quan trọng chính là chịu đựng thời gian phân chia. Thời gian càng lâu thì sự phân chia càng đem lại lợi ích lớn cũng phải chịu đựng sự thống khổ càng lớn. Sự đau đớn này người thường không thể nào chịu đựng được, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng không thể kiên trì được lâu. Những người độ kiếp này thông thường cũng không thể kiên trì tới khi hoàn toàn phân chia, mà chỉ tới nửa đường là đã dung hợp vì thế sự đề cao và tạo hóa đạt được cũng có khác nhau. Trong cổ đạo tam phân thần này lúc nào cũng có thể dung hợp ánh mắt vương lâm lóe lên, từ xưa tới nay cũng không phải là không có người có nghị lực lớn, nhưng kiếp này tuy không có xuất hiện tử vong, nhưng nếu để nguyên thần hoàn toàn phân chia, cũng sẽ khó dung hợp lại đồng thời cũng xuất hiện hiện tượng không thể dung hợp lại từ đó sẽ phát sinh tử vong. Cho nên cho dù là hoàng tộc, cho dù là người có nghị lực lớn cũng sẽ không chọn cách đó mà cho dù có chọn thì thông thường cũng chỉ dám đánh cuộc trong lần phân thần đầu tiên, còn tới lần thứ hai thì cực kỳ hiếm có người dám đánh cuộc người đánh cuộc trong lần thứ ba lại càng ít hơn, mà gần như toàn bộ đều là tử vong. Nghe đồn qua vô số năm chỉ có người mạnh nhất tiên cương đại lục, cổ đạo đại thiên tôn mới ở trong lần thứ ba phân thần hoàn toàn, cuối cùng đã thành công. So với kiếp thứ hai trong đệ tam tổ này thì kiếp thứ ba kia thực tế cũng không thể gọi là kiếp, mà đó chỉ là sự ban thưởng của cổ tổ. Là tộc nhân của cổ tộc sau khi vượt qua tam tổn lục kiếp sẽ đạt được một phần thưởng từ trong u minh có lẽ là một tia ký ức, có lẽ là một loại thần thông không được đầy đủ cũng có lẽ là một giọt máu cực kỳ tinh thuần của cổ tổ, còn có một khả năng rất nhỏ đó sẽ là hồn huyết, nhưng khả năng này nghe đồn chỉ là do phần lớn hậu nhân có hy vọng mà thơ dệt nên mà thôi. Nghe nói ngay cả cổ đạo đại thiên tôn khi được cổ tổ ban thưởng cũng không có được một chút khả năng như trong lời đồn này, nhưng nghe nói thứ mà cổ đạo đại thiên tôn đạt được cực kỳ bất phàm, nhưng không ai biết đó là cái gì. Vương Lâm hít sâu, trong khi máu huyết đang sôi trào thiêu đốt thân thể của hắn, chậm rãi run rẩy từng trận đau đớn xuất hiện cùng với tiếng gào thét trong đầu dung hợp với nhau tạo thành một luồng sức mạnh kỳ dị tràn ngập thân thể hắn đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng nguyên thần của mình dần dần xuất hiện dấu vết bị vỡ vụn cuối cùng đã bắt đầu rồi vương lâm ngẩng mạnh đầu hai mắt hoàn toàn bình tĩnh hắn chờ đợi ngày này đã 50 mươi năm có thể đạt được hồn huyết của cổ tổ hay không có thể khiến cho thân thể của lý mộ uyển tiến và thái cổ thần cảnh hay không tất cả đều phụ thuộc vào lần độ kiếp trong tổ miếu này dấu vết tan vỡ trên nguyên thần hắn càng ngày càng nặng cùng lúc đó từng trận đau nhức khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên giáng xuống nhưng sự thống khổ này đối với nghị lực của vương lâm mà nói hoàn toàn có thể chịu được nhưng đây mới chỉ là bắt đầu muốn có được hồn huyết ở trong kiếp thứ hai của đệ tam tổ này cần phải cực kỳ nhẫn nại để xem kiếp này kết thúc ở đâu trong mắt vương lâm hiện lên một vẻ quyết đoán và kiên định chậm rãi nhắm hai mắt lại chịu đựng kiếp này giáng xuống ngay khi vương lâm đang vượt qua cổ đạo tam vân thần này bên ngoài thân thể của pho tượng cổ tổ ở tổ miếu bất ngờ bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng hình tròn gợn sóng này khuếch tán ra bốn phía, gần như bao phủ toàn bộ hoàng thành của thủy cổ. Hiện tượng kỳ dị này xuất hiện lập tức khiến cho toàn bộ tộc nhân của thủy cổ nhất mạch chú ý. Tượng của cổ tổ phát ra vòng sáng, đây là có người đang độ tổn kiếp. Vòng sáng này có chín đạo đây là cổ đạo tam phân thần trong kiếp thứ hai của đệ tam tổn, mà vẫn còn ở lần phân thần đầu tiên. Nếu là lần thứ hai thì sẽ xuất hiện 19 vòng sáng. Kỳ quái, tổ miếu độ kiếp cũng sẽ không vì một cá nhân mà mở ra. Mỗi một lần đều phải đợi hoàng tộc tổ chức, sau khi đợi có nhiều người, thì mới có thể thống nhất mở ra tổ miếu một lần, nhưng mấy năm nay lại không hề nghe thấy có việc này, không biết lúc này có bao nhiêu người độ kiếp, có thể kiên trì được thời gian bao lâu, những lần trước chỉ sau mấy ngày là kết thúc, sự dị thường trên pho tượng của cổ tổ đối với tộc nhân của thủy cổ cũng không mấy xa lạ, hiển nhiên là chuyện như vậy bọn họ đã từng thấy rất nhiều lần, sau khi lần lượt nhìn một hồi liền thu ánh mắt lại không để ý tới nữa, nhưng bọn họ không biết ngay khi chín vòng sáng xuất hiện trên tượng của cổ tổ, thủy cổ hoàng tôn trong hoàng cung kia, còn có kế đô cũng đều tập trung nhìn tới mươi năm, rốt cuộc hắn cũng đã bắt đầu lần phân thần đầu tiên, không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Thủy cổ nhất mạch ta đã từng có người trong lần phân thần thứ nhất này kiên trì trong thời gian một năm, đạt tới trình độ viên mãn, không biết người này có thể được như vậy hay không. Thủy cổ hoàng tôn trầm mặc nhìn pho tượng cổ tổ hồi lâu sau đó thu ánh mắt lại, lúc này kế đô cũng đang ở trong cung điện, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn về phía đằng xa, thế tử của hắn ở bên cạnh, cũng theo hắn nhìn lại, nghĩa phụ, kế đô thì thào, thế tử của hắn nắm lấy tay hắn ánh mắt nhu hòa, và lúc này trên Nguyên Thủy Sơn ở bên ngoài Hoàng Thành kia, Tống Thiên toàn thân mặc áo xanh từ nơi bế quan đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hoàng Thành, với tu vi của hắn, lần phân thần đầu tiên nhất định sẽ chọn cách phân chia hoàn toàn, như vậy thì thời gian sẽ không ngắn. Thôi, năm đó khi hắn bế quan ta đã hai lần âm thầm ra tay, tuy sau đó ta cũng đã tán thành kế đô trở thành Hoàng Tôn nhưng dù sao cũng đã mạo phạm hắn trước, hơn nữa từ lúc đó đến nay hắn không hề truy cứu việc này. Ta sẽ hộ pháp cho lần phân thần đầu tiên của hắn để báo đáp thân thể tống thiên bước về phía trước thân ảnh lập tức biến mất khi xuất hiện đã ở bên ngoài tổ miếu trong hoàng thành nhìn tổ miếu kia một cái rồi khoanh chân ngồi quay lưng về phía miếu này trong vòng ngàn trượng quanh tổ miếu không ai có thể bước vào nếu không chết thần niệm của tống thiên truyền ra vang vọng bốn phía vương lâm ở trong tổ miếu khi đang chịu đựng sự phân chia của nguyên thần cảm nhận được ở bên ngoài tổ miếu tống thiên đã tới và nói như vậy hiểu được suy nghĩ muốn hộ pháp cho mình của người này hắn hít sâu một hơi truyền ra một đạo thần niệm tới bên tai của tống thiên đa tạ không cần tống mẫu hộ pháp cho ngươi trong lần phân chia đầu tiên để xóa đi hành động ra tay với ngươi năm đó tống thiên không quay đầu lại mà nhìn thoáng qua khoảng không phía trước hơi chầm ngâm một chút rồi không để ý tới nữa nhắm hai mắt lại ngay khi vương lâm thu thần niệm lại đột nhiên thân thể hắn chấn động ngẩng mạnh đầu với tu phi hiện giờ của hắn cho dù là phi lần phân thần đầu tiên đã bắt đầu mà suy nhược không ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được ở trên bầu trời có một thân ảnh đang yên lặng nhìn nơi đây thân ảnh kia vương lâm rất quen thuộc sư tôn vương lâm thì thào hắn hiểu rõ sư tôn sẽ không vô duyên vô cớ mà đi tới thủy cổ nhất mạch này lúc này đến hiển nhiên là muốn hộ pháp cho hắn khi hắn suy yếu trong ba lần phân thần trên bầu trời huyền la nhìn xuống dưới nhìn pho tượng cổ tổ cùng với tổ miếu trong hoàng thành của thủy cổ kia hắn như mơ hồ có thể cảm nhận được ở trong đó có khí tức của vương lâm trên mặt hắn mang theo một nụ cười ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa người đã trở nên mạnh mẽ như sư tôn rồi điều duy nhất sư tôn có thể làm chính là tới hộ pháp cho người lúc này khi ngươi phân thần suy yếu tình sư đồ không cần nói ra miệng giống như vương lâm và huyền la dù trên danh nghĩa không phải thầy trò nhưng trong lòng vương lâm huyền la vĩnh viễn là sư tôn của mình mà trong nội tâm huyền la đệ tử duy nhất của hắn vẫn là đứa trẻ được hắn mang ra khỏi động phủ giới tới mặt đất của tộc này bên trong tổ biếu thân thể vương lâm dù đau đớn nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp hắn ít sâu một hơi nhắm hai mắt lại toàn bộ trái tim chìm đắm bên trong sự phân chia của nguyên thần có sư tôn ở đây thì hắn không còn phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa thời gian chưa qua chớp mắt đã qua ba ngày trong ba ngày này vương lâm khoanh chân ngồi bất động nhưng sự đau đớn đớn từ nguyên thần bị phân chia lại càng thêm rõ ràng kịch liệt trong cơ thể hắn lúc này như có một cơn lốc giống như bao trùm cả thân thể hắn có thể thấy bên ngoài chân thân vương lâm đang ngồi khoanh chân có một tầng sáng biến ảo ra tầng sáng nọ nối tiếp với thiên linh của vương lâm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn toàn bộ tầng sáng này đầy vết nứt từ từ tăng lên càng ngày càng nhiều hơn giống như những vết nứt đó nối liền lại với nhau trông dày đặc vô cùng thoạt nhìn rất kinh tâm tầng sáng này chính là nguyên thần vương lâm biến ảo ra Thời gian ba ngày nếu đổi lại là tộc nhân cổ tộc khác thì có lẽ đã không thể thừa nhận nổi thống khổ này, lựa chọn dung hợp, nhưng đối với Vương Lâm mà nói thì hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, còn xa xa mới chấm dứt, sau ba ngày lại là ba ngày nữa. Dần dần tộc nhân bên trong thủy cổ hoàng thành phát giác ra có chuyện không hợp lý, bọn họ nhìn tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ với thời gian dài hơn, lại có thể duy trì đủ sáu ngày, so với dĩ vãng còn nhiều hơn vài ngày, xem ra người độ kiếp lúc này là người có đại nghị lực, Sáu ngày này cũng không biết trong số những người độ kiếp đã ai kiên trì được hay chưa, năm đó và ngày thứ ba ta đã không thể chịu đựng nổi, loại thống khổ này đúng là không thể thừa nhận, có thể khiến tống tôn hộ pháp thì đó cũng là điều nằm trong dữ liệu, chẳng qua tuy rằng khiến bọn họ chú ý một chút nhưng thời gian 6 ngày cũng không phải là rất nhiều, dần dần sự dị thường ở nơi này cũng bị mọi người quên đi, cho tới ngày thứ 9, ngày thứ 15, ngày thứ 30, sau 2 tháng, tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn tỏa ra sóng gợn như trước, tràn ngập cả phân nửa thủy cổ hoàng thành lúc này mới càng có nhiều tộc nhân dùng một loại ánh mắt thiếp sợ nhìn về phía pho tượng cổ tổ theo bọn họ thấy thì người độ kiếp này cũng không thể kiên trì tới thời gian lâu như vậy hai tháng không thấy ai ra khỏi tổ miếu chẳng lẽ chẳng lẽ chẳng lẽ người độ kiếp lần này chỉ có một người người này rốt cục là ai không ngờ lại có thể khiến tống tôn làm hộ pháp hai tháng hắn lại kiên trì được tới hai tháng xem ra hắn muốn chọn trình độ đại phân liệt rồi thời gian lại yên lặng trôi qua lại qua sáu tháng nữa tính cả hai tháng trước thì lần đầu tiên phân thần của phương lâm đã tới tám tháng trong tám tháng này hầu như tất cả tộc nhân trong thủy cổ hoàng thành việc đầu tiên trong ngày là nhìn quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ có còn hay không càng ngày càng có nhiều người bàn luận tràn ngập mọi nơi trong thủy cổ hoàng thành hầu như chuyện này đã trở thành một đề tài khiến tộc nhân thủy cổ từ kinh hãi biến thành kích động tới hôm nay thì sự kích động đã đạt đỉnh điểm hắn có thể kiên trì một năm sao phải biết rằng trong thủy cổ nhất mạch chúng ta người có thời gian phân thần lần đầu dài nhất là một năm đó nếu không chết ở lần phân thần thứ hai thì hắn có lẽ cũng có thể trở thành đại thiên tôn. Tám tháng, người nọ thật sự điên cuồng rồi, loại đau đớn này mà hắn lại có thể chịu đựng nổi. Nghe nói tống tôn năm xưa kiên trì được 11 tháng, trong tiếng bàn luận của tộc nhân thủy cổ, ở sâu bên trong tổ miếu vương lâm vẫn khoanh chân bất động như trước. Nhưng tầng sáng bên ngoài thân thể hắn giờ phút này đã phá tan thành từng mảnh nhỏ, hai chân của tầng sáng đã tán đi chỉ còn nửa phần thân ảnh tồn tại, mà thân ảnh nọ cũng trở đến mơ hồ giống như trong suốt vậy, phẳng phất có thể tiêu tán bản thể vương lâm dù nhắm hai mắt nhưng sự thống khổ lúc này hắn phải thừa nhận là cực kỳ kịch liệt nỗi đau đớn khi nguyên thần phân chia khiến hắn giống như bị ngàn đau đâm chém mà vĩnh viễn phải luôn tỉnh táo không được hôn mê tám tháng chịu đựng thống khổ còn chưa thể khiến hắn bỏ cuộc vương lâm một mực chịu đựng hắn phải đợi sau khi nguyên thần phân liệt toàn bộ mới dung hợp trong đầu hắn tiếng gầm thét của cổ tổ hầu như đã trở thành âm thanh duy nhất ta muốn trời sụp thì trời phải sụp ta muốn mặt đất tan vỡ thì mặt đất phải tan vỡ ta muốn chúng sinh tử vong thì không ai dám không tử vong ta muốn thương không vô tiên thì chẳng kẻ nào dám tồn tại, toàn bộ khí lực của hắn đều dùng để chịu đựng. Tháng thứ 9 đến trong nháy mắt, tháng thứ 10, thứ 11 đã qua, Tống Thiên khoanh chân ngồi trước tổ miếu làm hộ pháp cho Vương Lâm đã 11 tháng, đối với việc Vương Lâm có thể kiên trì tới lúc này hắn cũng không ngạc nhiên. Theo phân tích của hắn thì Vương Lâm hẳn có thể kiên trì chừng một năm, trên thực tế thời gian một năm chỉ khiến nguyên thần tan thành mảnh nhỏ mà thôi, trừ một người của cực cổ nhất mạch kiên trì 28 tháng ra, rất ít người sau khi nguyên thần tan thành mảnh nhỏ lại không dung hợp mà lựa chọn để mảnh nhỏ trở thành những hạt nhỏ, Tổng Thiên không quay đầu nhìn vào tổ miếu, hắn tính toán thời gian, ngồi khoanh chân bất động, khi tháng thứ 12 trôi qua, một năm đã hết lại qua hai tháng nữa thì tộc nhân của thủy cổ nhất mạch đã sôi trào rồi, bọn họ nhìn quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ toàn bộ đều đoán xem người độ kiếp này rốt cục là ai, còn có thể kiên trì bao lâu nữa, 14 tháng, không hổ là vương tôn, trong hoàng cung, vị hoàng tôn đời trước than khẽ một tiếng, vào ngày này của 14 tháng, thân hình quầng sáng của vương lâm chỉ còn cái đầu cái đầu nọ cũng tràn ngập khe nứt từng luồng sáng từ trong đó lan ra đột nhiên ầm vang rồi tan nát đầu lâu kia tan nát mắt thường nhìn lại bốn phía vương lâm không còn chút ánh sáng nào nhưng nếu dùng thần thức đảo qua thì có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều mảnh vỡ lơ lửng bốn phía những mảnh vỡ này còn đang liên tục vỡ vụn ra giờ phút này sinh cơ trong thân thể vương lâm hầu như không còn giống hệt một thi thể cho dù máu huyết cũng không vận chuyển người lạnh như băng đồng thời hắn cũng mất đi tất cả thần trí giống như đã thực sự tử vong thứ duy nhất còn tồn tại của hắn là một luồng ý niệm ý niệm này chính là muốn tiếp tục kiên trì kiên trì tới giờ khắc cuối cùng mới dung hợp nếu hắn có thể thành công thì có thể hồi sinh trở lại nếu thất bại sẽ tan thành mây khói ta sẽ thất bại sao không ta tuyệt đối không thất bại trong ý niệm này của hắn còn ẩn chứa một tiếng gầm giống khi cổ tổ chiến tiên những mảnh vỡ vô hình ngoài thân ảnh từ từ vỡ vụn hơn lại qua thêm bốn tháng Lần đầu tiên phân thần của Vương Lâm trong kiếp thứ hai của Tam Tổn Kiếp đã tới 18 tháng. Lúc này thậm chí cả Tống Thiên cũng phải biến sắc, từ quay lưng giờ đã trở thành nhìn thẳng vào tổ miếu. Hắn còn như vậy thì không cần nói tới tộc nhân trong thủy cổ hoàng thành. Kiên trì 18 tháng khiến cho tộc nhân thủy cổ đã có thói quen nhìn tầng sáng luôn tồn tại như sóng gợn quanh pho tượng cổ tổ. Nhưng sâu trong lòng bọn họ thì việc này không thể quen nổi, tràn ngập vẻ không thể tin. Tháng thứ 19, tháng thứ 20, cho tới tháng thứ 27, thời gian hơn 2 năm, Vương Lâm vẫn kiên trì như trước, những mảnh nhỏ ngoài thân thể hắn bên trong tổ miếu giờ phút này đã có ba phần hoàn toàn vỡ tan giống như cho bụi, chỉ còn một số mảnh nhỏ đang tiếp tục vỡ tan. Tháng thứ 30 tới, thời gian 2 năm rưỡi đã trôi qua, Tống Thiên nếu không cảm nhận được ý chí tồn tại bên trong tổ miếu thì thậm chí còn cho rằng Vương Lâm đã chết, một kẻ điên cuồng, hắn có thể có tu vi như vậy có quan hệ rất lớn với sự điên cuồng này, hắn chẳng lẽ không biết hoàn toàn phân liệt có thể sẽ tử vong sao? Tống Thiên đã từ khoanh chân đứng dậy đứng bên ngoài tổ miếu, thần sắc biến hóa bất định. Trong tháng thứ 30 này thủy cổ hoàng tôn già nuôi trong hoàng cung trong lòng có dị động, không ngờ thường xuyên gọi kế đô tới trong ánh mắt ẩn hiện điều gì chỉ có hắn biết, chẳng qua hoàng tôn cũng không biết đó là kế đô cũng phát hiện ra điều gì. Nhưng lúc này hắn bất chấp việc này mà lòng tràn đầy lo lắng, hắn không lo lắng cho vị trí hoàng tôn của mình là lo cho an nguy của nghĩa phụ. Và lúc tháng thứ 35 trôi qua, ngay cả huyền la ngồi khoanh chân trên bầu trời hậu pháp cho vương lâm cũng lộ vẻ lo lắng, hắn cố tình muốn nhắc nhở vương lâm nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn tháng thứ 36 đã tới trong sự do dự của huyền la vào đêm của ngày nọ quầng sáng phía ngoài pho tượng cổ tổ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt tới cực điểm ánh sáng này tầng tầng lớp lớp tràn ra tràn ngập tám phương khiến cả thủy cổ hoàng thành lặng ngắt như tờ tất cả tộc nhân trong thời khắc này đều bỏ hết mọi việc ánh mắt nhìn về phía pho tượng cổ tổ huyền la đứng dậy kích động nhìn tới tống thiên ít sâu một hơi lui lại phía sau ngàn trượng ngưng thần nhìn lại thủy cổ hoàng tôn trong hoàng cung tâm thần khẩn trương đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào hướng tổ biếu kế đô cũng tự mình đi tới bên ngoài tổ miếu ngàn trượng lo lắng nhìn lại bên trong tổ miếu trên thân hình bất động của vương lâm có ánh sáng bắn ra bốn phía vô số điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện ngưng tụ lại dần dần hóa thành một thân ảnh đầy đủ thân ảnh này so với năm đó khổng lồ hơn mấy lần bên trong tỏa ra một luồng uy áp kinh người trong nháy mắt khi tầng sáng này ngưng tụ bên ngoài pho tượng cổ tổ chín tầng sáng ầm ầm dung hợp là một sau đó bộc phát ra ánh sáng làm trói mắt tất cả tộc nhân thủy cổ khiến cho đêm nay như trở thành ban ngày cũng trong tích tắc này tầng sáng duy nhất vừa dung hợp liền ầm ầm chia lìa hóa thành tám quầng sáng lưu chuyển bốn phía quanh tượng cổ tổ lần đầu tiên phân thần thành 36 tháng suốt 36 tháng hoàn toàn tan nát dung hợp hoàn mỹ tống thiên nhìn cảnh tượng này thì thảo tự nhủ đăng ký like video ủng hộ kênh ki huy chuyện nhé cảm ơn một số tộc nhân cổ tộc tin rằng cổ tổ còn chưa chết cổ tổ còn tồn tại cũng càng nhiều tộc nhân tin rằng dù cổ tổ thật sự đã chết nhưng linh hồn vẫn còn hắn vẫn còn đang che chở ta mạch cổ tộc nếu không thì làm sao giải thích được sự kỳ dị của pho tượng cổ tổ trong hoàng thành tam mạch làm sao giải thích được mỗi lần cổ tổ ban thường làm sao giải thích được khi mỗi lần có người độ cổ đạo tam phân thần lại có những quầng sáng vờn quanh bốn phía pho tượng như vậy cổ đạo phân thần thì lần đầu tiên bên ngoài pho tượng cổ tổ sẽ có 9 quầng sáng hiện ra lần thứ hai phân thần sẽ có 18 quầng sáng lần thứ ba phân thần thì vào lúc cực hạn sẽ có 27 quầng sáng ngay vào lúc này bên trong thủy cổ hoàng thành ngoài pho tượng cổ tổ có 18 quầng sáng bao phủ tỏa ra ánh sáng nhu hòa từng đợt sóng gợn tràn ra tám hướng, tràn ngập cả thủy cổ hoàng thành, khiến ánh mắt của tộc nhân ngưng tụ lại nơi này. Tống Thiên đứng ở ngàn trượng ngoài tổ miếu, nhìn 18 quầng sáng đang bừng lên trên bầu trời, trầm mặc trong chốc lát liền xoay người đi về phía xa xa. Ba năm trước hắn tới nơi này là vì muốn bồi thường chuyện năm xưa cũng khiến trái tim mình bình tĩnh lại. Hôm nay hắn đã hộ pháp cho Vương Lâm ba năm, dù trong ba năm nay cũng không phải chỉ có mình hắn nhưng Tống Thiên hắn nếu đã tới thì trong lòng đã có quyết định nếu thật sự trong quá trình này vương lâm gặp nguy cơ thì hắn sẽ nhất định ra tay hiện tại lần phân thần đầu tiên đã chấm dứt hắn cảm thấy mình cũng không cần phải lưu lại nữa liền cất bước không quay đầu mà đi dần dần về phía xa trở lại nguyên thủy sơn không còn để ý tới chuyện nơi này mà tiếp tục đà tọa tống thiên rời đi vương lâm cảm nhận được rõ ràng hắn ngồi khoanh chân trong tổ miếu tầng sáng nguyên thần ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể đã khổng lồ hơn trước tới mấy lần cùng với sự lớn mạnh của nguyên thần vương lâm cảm thấy tu vi của mình dù chưa tăng lên cảnh giới mới nhưng so với trước đã mạnh hơn vài phần với tu vi của hắn dù chỉ mạnh hơn nửa điểm cũng đã rất kinh người rồi nếu lần này độ kiếp cổ tộc ta có thể hoàn thành viên mãn toàn bộ lại đạt được hồn huyết như vậy thì trên đạp thiên kiều không biết ta có thể vượt qua cây cầu thứ tư năm đó không cách nào vượt qua nổi hay không vương lâm thì thào hắn hít sâu một hơi hai mắt bừng sáng ngẩng đầu nhìn tầng sáng đang trôi lơ lửng trên đầu mình lần đầu tiên phân thần mất thời gian ba năm mà nhất là cuối cùng gần như tử vong nếu không phải là ý chí của ta còn thì sợ là đã không thể ngưng tụ được rồi cổ đạo tam phân thần này có liên quan tới ý chí nhưng lại càng liên quan tới vận khí hơn vương lâm nhíu mày lúc này hắn coi như đã hoàn toàn giải thích được vì sao lại có ít người có thể hoàn thành phân thần hoàn mỹ tới vậy vận khí có lẽ có thể gặp một lần thậm chí có thể hai lần nhưng liên tục ba lần thì đúng là cực kỳ xa vời rồi như vậy thì lần thứ hai này vương lâm nhắm hai mắt hồi lâu sau đó bỗng nhiên mở ra một lần nữa xác định suy nghĩ của mình Phận khí tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu có ý chí, cường đại có thể áp đảo tất cả thì cũng vẫn có thể nghịch chuyển. Hai tay Vương Lâm bắt quyết bỗng nhiên hướng về phía tầng sáng trên đầu điểm một chỉ, cùng lúc đó hai mắt hắn lại nhắm lại một lần nữa. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn nhắm lại, tầng sáng trên đỉnh đầu hắn chấn động mạnh, bên ngoài lại xuất hiện những cái khe li ti, cổ đạo nhị phân thần cứ thế mà triển khai. Ở trên bầu trời của thủy cổ hoàng thành, Huyền La nhìn xuống phía dưới, trên mặt hiện lên nụ cười, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hộ pháp cho đệ tử, trong lòng hắn đạo cổ nhất mạch cần hắn bảo vệ, nhưng đệ tử này vào thời khắc phân thần suy yếu cũng cần hắn tới bảo vệ. Thời gian thoáng một cái đã qua ba năm, 18 quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ trong thủy cổ Hoàng Thành cũng đã dung hợp với cả hoang Thành, thậm chí nhiều tộc nhân thủy cổ đã mơ hồ quen với sự tồn tại của nó. Bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng cũng nhìn lại quầng sáng nọ nhưng thời gian trôi đi tâm lý tò mò đều đã từ từ tiêu tán. Lúc này chỉ còn lại một phán đoán, họ đoán đối phương rốt cục trong lần phân thần thứ hai này có thể kiên trì mấy năm. Sau 3 năm lại là 3 năm nữa, suốt thời gian 6 năm, 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn như cũ khiến bầu trời thủy cổ hoàng thành giống như không có đêm tối và ban ngày luân phiên, mặc dù đêm tối thì ánh sáng vẫn bao phủ cả thủy cổ hoàng thành. Trong lần phân thần thứ hai này, trong thời gian 10 năm trôi qua thậm chí còn có một số đứa trẻ thủy cổ mới sinh ra, chúng nhìn bầu trời thủy cổ hoàng thành, tưởng rằng vốn dĩ nó là như vậy. 10 năm phân thần, việc này dần dần truyền khắp cả cổ tộc, một số tộc nhân đạo cổ cực cổ thỉnh thoảng cũng tới nơi này muốn nhìn tận mắt cảnh tượng này thời gian vẫn trôi qua phương lâm ở bên trong tổ miếu tầng sáng trên đỉnh đầu vào năm thứ 10 đã chia năm sẻ bảy hóa thành những mảnh nhỏ vô hình hắn chịu đựng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng nhưng vẫn nhẫn nại như trước những mảnh nhỏ vô hình này đang từ từ vỡ tung ra trở thành những mảnh vụn đại biểu cho lần thứ hai nguyên thần hoàn toàn vỡ vụn thủy cổ hoàng tôn vẫn là lão già nam dư hình như đã bỏ qua một số ý nghĩ không thực tế dần dần không để ý tới tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ này nữa mà chậm rãi chuyển ngôi vị hoàng đế cho kế đô. Thời gian tới lúc kế đô kế vị còn không tới 40 năm, đối với phàm nhân mà nói 40 năm chẳng khác gì nửa đời người, nhưng đối với người cổ tộc mà nói, 40 năm dù dài đằng đẵng nhưng cũng không quá xa xôi, lại 3 năm nữa trôi qua, kế đô từ từ nắm giữ những bí mật của thủy cổ nhất mạch. Lần thứ hai phân thần của Vương Lâm đã tiến hành trong thời gian 13 năm, lại thêm nửa năm nữa, một luồng uy áp lớn lao từ trong tổ miếu lan ra bốn phía, Đồng thời cũng có một luồng lực lượng kỳ dị sinh ra, luồng lực lượng này vần quanh, ngăn cản bất cứ thần thức nào dò xét, đồng thời cũng cản trở người khác bước vào. Huyền La ngồi trên bầu trời nhìn về phía tổ miếu đầy lo lắng, luồng lực lượng kỳ dị kia ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào tiến vào được, thậm chí hắn có thể cảm nhận, dù tự hắn đi vào cũng không có cách nào tiến vào trong tổ miếu một bước, luồng lực lượng này thuộc về cổ tổ, thuộc về giọt hồn huyết của cổ tổ, và lúc tổ miếu xuất hiện biến hóa, trên nguyên thủy sơn Tống Thiên vốn đã không có ý định để ý tới chuyện này nữa, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ kinh nghi, nhìn về phương hướng tổ miếu, năm thứ 13 qua đi, năm thứ 14 cũng sắp qua, trong lực lượng kỳ dị bao phủ, khí tức của Phương Lâm đã hoàn toàn biến mất, không biết sống chết, thậm chí ngay cả ý chí lan ra giống như lần phân thần đầu tiên cũng đều không thể cảm thụ được nữa, dấu hiệu duy nhất để biết Phương Lâm có lẽ chưa chết chính là 18 quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn còn tồn tại như trước không ai biết giờ phút này bên ngoài thân hình vương lâm trong tổ miếu đang tồn tại rất nhiều mảnh vỡ từ nửa năm trước đã hoàn toàn trở thành những mảnh vụn phân liệt hoàn toàn chẳng qua sau khi phân liệt lại xuất hiện hiện tượng không thể dùng hợp trong nửa năm này vương lâm dựa vào ý chí lớn lao mạnh mẽ dùng hợp mấy lần nhưng mãi vẫn không thành công ý chí của hắn sau mấy lần mạnh mẽ dùng hợp đang từ từ giảm bớt trở nên cực kỳ yếu ớt không thể phát hiện ra trong thân thể không đã không còn chút sinh cơ chỉ có ý chí không còn nhiều lắm vẫn đang tiếp tục ương ngạnh lần lượt dùng hợp ngoài thân hình hắn luôn có rất nhiều điểm sáng những điểm sáng này tụ tập lại sau khi mơ hồ hiện ra hình dáng tầng sáng liền một lần nữa không yên ầm ầm tan nát nổ tung ra bốn phía tất cả những điểm sáng này liền ảm đạm hoàn toàn biến mất đây là lần thứ 13, ba vương lâm đã không còn thần trí và ý thức dựa vào ý chí không nhiều lắm triển khai lần dung hợp thứ 14. bốn bên ngoài thân thể hắn lại xuất hiện rất nhiều điểm sáng lúc này năm thứ 14 chậm rãi trôi qua năm thứ 15 đã tới vào ngày năm thứ 15 tới quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ xảy ra một biến hóa kinh người. Biến hóa này khiến tất cả tộc nhân trong hoàng thành chú ý, khiến cho những người đã quen nhìn thấy quầng sáng này tồn tại lại một lần nữa xôn xao hẳn lên. Thậm chí ngay cả thủy cổ hoàng tôn vốn không quan tâm tới việc này nữa cũng từ trong hoàng cung ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng cổ tổ xa xa hít sâu một hơi, thân thể kế đô cũng sững lại ở giữa không trung, khẩn trương nhìn lại không biết rằng bàn tay mình đang nắm chặt, mà tống thiên trên nguyên thủy sơn đứng trên đỉnh núi như chiếc sừng trâu cũng ngưng thần nhìn lại kinh nghi bất định chỉ thấy 18 quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ giờ khắc này lại có một quầng sáng đang mở đi nhanh chóng, chỉ sau một nén hướng, bỗng nhiên biến mất hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán đi, sau đó bên ngoài pho tượng cổ tổ chỉ còn lại 17 quầng sáng, quầng sáng phân thần bị nghiền nát đây đây là do nguyên nhân gì? Chẳng lẽ người này phân thần lần hai thất bại tử vong rồi nếu không thì tuyệt đối không gặp chuyện quầng sáng bị nghiền nát tiêu tán như vậy. Ta nghĩ ra rồi, năm xưa ta từng nghe nói cổ đạo tam phân thần này mỗi một lần phân thần cũng không phải cứ thế mà tiến hành, đều có thời gian cực hạn chẳng lẽ lần phân thần thứ hai của người này đã tới thời gian cực hạn rồi những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên trong thủy của hoàng thành tới thời gian cực hạn của lần phân thần thứ hai rồi nếu toàn bộ 18 tám quầng sáng tiêu tán hết mà vương lâm không hoàn thành dung hợp thì hắn phải hồn phi phách tán tống thiên hít sâu một hơi nhíu mày nhìn về phía tổ miếu huyền la trên bầu trời trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc đột nhiên đại biến với thân phận của hắn hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nguyên nhân quầng sáng biến mất giờ phút này không chút do dự nhoáng lên từ bầu trời bay thẳng tới tổ miếu tống thiên sớm đã biết huyền la tới nhưng vẫn không nói rõ ra giờ phút này hắn cũng không quản tới nhìn thấy thân ảnh này lại hơi do dự một chút nhưng không ngăn cản chỉ thấy huyền la trong nháy mắt đã tới bên ngoài tổ miếu không trần trừ chút nào mà cất bước bước vào nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn bước vào thì một luồng lực lượng mạnh mẽ liền ầm ầm đẩy hắn bắn ngược ra thân thể huyền la chấn động nhưng không có cách nào đi vào được bị cản ở bên ngoài giờ phút này trên pho tượng cổ tổ quần sáng thứ hai thứ ba thứ tư cho tới quầng sáng thứ mười một liên tục bị nghiền nát bên ngoài pho tượng cổ tổ lúc này chỉ còn tồn tại bảy quầng sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa chẳng qua trong bảy tầng sáng giờ phút này lại vừa có một quầng sáng từ từ mờ đi giống như tùy lúc có thể tiêu tán vậy vương lâm huyền la bị ngăn bên ngoài tổ miếu hướng về phía trong truyền thần niệm nhưng thần niệm này một đi không trở lại đầu lâu của tiên tổ không biết là vương lâm có thể nghe thấy hay không hai tay hắn bắt quyết Lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện một vầng sáng tỏa ánh sáng chói mắt như mặt trời cất bước đi về phía trước, âm ầm tiến vào tổ miếu, nhưng chỉ sau mấy bước, hắn lập tức bị bắn ngược lại, thân thể bị cuốn về phía sau, trong khi Huyền La không ngừng thử mọi cách thì sâu trong tổ miếu, thân thể Phương Lâm đã hoàn toàn khô héo nhìn như xương khô, bốn phía quanh hắn không còn chút điểm sáng, ý chí của hắn đã mơ hồ tới không thể phát hiện ra, vô số lần thử dung hợp toàn bộ đều thất bại khiến ý chí của hắn giống như bị xóa tan, nơi này vô cùng yên tĩnh không có chút tiếng động nhưng một lát sau lại có một tiếng hồi âm mơ hồ vang lên vương lâm vương lâm vương lâm vương lâm nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích chỉ là sau khi giọng nói này xuất hiện trong cơ thể như xương khô của hắn có một đám hồng quang lóe lên hồng quang này chính là hồn huyết trong cơ thể hắn ánh sáng lóe lên giống như chiếu dọi chỗ sâu trong tổ miếu đen tối này thời gian trôi qua không biết đã qua bao lâu quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ lại tiêu tán bốn luồng sáng nữa chỉ còn ba quầng sáng khiến cho ánh sáng bao phủ thiên địa cũng giảm đi không ít khiến cho màn đêm đen kỳ lúc này trong 10 năm lần đầu tiên còn vẻ bất đồng, nhưng đêm nay lại hầu như không có ai đi ngủ. Tất cả tộc nhân thủy cổ đều nhìn về phía pho tượng cổ tổ xa xa thậm chí cả hô hấp cũng như ngừng lại. Ba quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ lại vừa có một quầng sáng như ngọn nến bị gió thổi tắt, lập lè một chút rồi vụt tan, lại ít đi một quầng sáng rồi, chỉ còn hai quầng sáng thôi, cổ đạo phân thần của người này đã tiến hành tới 20 năm, chẳng lẽ không thể thành công sao, đến lúc hai quầng sáng này tiêu tán hết, kia lại một quầng sáng nữa biến mất, tiếng xôn xao bao phủ cả thiên địa bao phủ thủy cổ hoàng thành, hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khi nhìn quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ biến mất một lần nữa, lúc này chỉ còn lại một đạo mà thôi, mà quầng sáng này cũng từ từ ảm đạm đi, vương lâm, tỉnh lại đi, huyền la phung quyền đánh thẳng về phía tổ miếu phát ra tiếng giống kinh thiên, tiếng giống nọ vang vọng cả thủy cổ hoàng thành giống như lôi đình ầm vang, cuối cùng toàn bộ cuốn về phía tổ miếu này thân thể của hắn lại mạnh mẽ tiến vào phía trong một lần nữa nhưng lại bị luồng lực lượng kia đẩy bật lại liên tục lui lại phía sau mười bước khuôn mặt huyền la đầy lo lắng hắn đã trải qua cổ đạo tam phân thần hắn biết trong khi phân thần chỉ cần quầng sáng bất diệt thì dù sinh cơ không còn ý thức không còn nhưng trên thực tế vẫn không phải tử vong mà giống như ngủ say vậy một loại ngủ say từ linh hồn nếu có thể đánh thức thì chỉ cần quầng sáng vẫn còn thì vẫn còn có thể sinh tồn đó cũng chính là nguyên nhân hắn lựa chọn tới hộ pháp cho vương lâm chỉ khi nào toàn bộ quần sáng biến mất thì loại ngủ say kia mới chẳng khác gì tử vong chính thức. Vương Lâm ta là sư tôn huyền la ngây mau tỉnh lại. Huyền la gầm thét, truyền tất cả âm thanh vào tổ miếu mà hắn vẫn không thể bước vào. Và lúc giọng nói của hắn vang vọng cả thủy cổ nhất mạch, cả thủy cổ hoàng thành bộc phát ra tiếng xôn xao lớn. Hầu như tất cả tộc nhân đều nghi vấn người độ kiếp hơn 10 năm trong tổ miếu là ai. Mà giờ phút này nghi vấn đã có đáp án. Vương Lâm, tên này hơi quen, đúng là hắn. Vương Lâm này không phải là người 100 năm trước giết đạo cổ hoàng tôn sao, không ngờ lại là hắn. Nghe đồn Vương Lâm này chính là mặt trời thứ 10 của Tiên Cương Đại Lục. Trời ạ, à không ngờ người độ kiếp ở tổ miếu lại là Vương Lâm hắn. Trong tiếng gầm giống đầy lo lắng của Huyền La, trong tiếng xôn xao của thủy cổ hoàng thành, quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ càng ảm đạm giống như lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Sâu trong tổ miếu, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân bất động, huyết quang bên ngoài thân thể lóe lên càng kịch liệt. Người nào gọi ta? Vương Lâm giống như đang ngủ say tới một nơi kỳ dị, nơi đó mơ hồ hắn mở mịt bước đi, hắn đi không biết bao lâu cho tới khi mơ hồ nghe thấy phía sau có một giọng nói đang kêu gọi, ta là ai, vương lâm vẫn mở mịt như trước nhưng tiếng gọi kia vẫn như ẩn như hiện, khi hắn muốn nghe thì lại không tồn tại nữa, ta sao lại ở nơi này, vương lâm mê man, vẫn tiếp tục đi về phía trước, bầu trời nơi này hôn ám, mặt đất nơi này cũng mông lung, cả thiên địa giống như bị sương mù bao phủ không thể nhìn thấy những địa phương quá xa, nơi này là một đống đổ nát mặt đất không có chút sinh khí giống như đã bị bỏ hoang vô số năm rồi mơ hồ có thể thấy núi non nhưng không có cây xanh chỉ toàn là cho bụi màu xám ta là ai vẻ mê man trong mắt vương lâm càng đậm hắn giống như đã mất đi rất nhiều ký ức không thể nhớ ra mình là ai không nhớ nổi vì sao mình lại ở nơi này không nhớ nổi đây là địa phương nào tỉnh lại tỉnh tiếng kêu mơ hồ kia lại vang vọng rất nhỏ một lần nữa khiến bước chân vương lâm dững lại ta hình như nghe được gì vương lâm mê man muốn quay đầu nhìn lại nhưng trong nháy mắt khi hắn muốn quay đầu đột nhiên lại thấy trong sương mù phía trước có một ngọn núi, trên ngọn núi này có tuyết bảy màu rực rỡ đang rơi xuống, rất đẹp. Ở trên ngọn núi đó có một thân ảnh chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một nam tử, hai tay đang nâng một thi thể, thi thể tóc dài buông xuống, bị gió gợn lên, cảnh tượng này lộ vẻ thê lương và bi ai vô cùng. Vương Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh nọ, thân ảnh nọ hắn có cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này khiến thân thể hắn run rẩy một tiếng gầm thét bi ai tới cực điểm từ trong miệng thân ảnh xa xa trên đỉnh núi chuyển ra hắn ngẩng đầu gầm thét tê lương với trời cao tiếng thét vang vọng tám phương mang theo lực lượng xuyên thấu tiến vào trong lòng vương lâm khiến thân thể hắn luôn dày càng kịch liệt trong tiếng gầm giống này chỉ thấy bầu trời hôn ám chấn động giống như có vô số sóng gợn lan ra cũng có dấu hiệu vỡ vụn giống như cả bầu trời cũng không thể chống lại tiếng giống này đang chuẩn bị sụp đổ trời ơi thân ảnh trong tiếng giống kia cất lời nhưng trong nháy mắt khi hắn nói ra những lời này bên tai vương lâm rõ ràng hiện ra một giọng nói quen thuộc vương lâm tỉnh lại giọng nói này vang vọng giống như đột nhiên xuất hiện sau khi xuất hiện liền khiến ngọn núi trước mắt vương lâm biến mất thân ảnh ôm thi thể ngửa mặt lên trời gầm thét cũng biến mất thân hình vương lâm chấn động theo tiềm thức quay đầu lại trong nháy mắt khi nhìn về phía sau trong đầu hắn ẩm vang hắn nhớ ra hắn là vương lâm hắn đang độ kiếp trong tổ miếu tiến hành dung hợp trong lần phân thần thứ hai trong nháy mắt khi hắn nhớ ra tất cả hai mắt hắn không còn vẻ mê man mà được sự sáng suốt thay thế cùng lúc đó sâu trong tổ biếu bên ngoài thân hình vương lâm đang ngồi khoanh chân mười triệu có một lão già mái tóc bạc trắng thân thể đang run rẩy đứng đó y phục hắn mà không ngờ lại thuộc về huyền la chẳng qua hình dáng huyền la không còn vẻ thanh niên mà đã bị năm tháng bao phủ vương lâm tỉnh lại lão già kia gầm lên giọng nói đã khàn khàn vương lâm từ từ mở hai mắt trong nháy mắt khi nhìn về lão già nọ khuôn mặt lão già hiện lên vẻ mừng rỡ nhưng không thể chống đỡ nổi luồng phân lực ở nơi này nữa mà bị đánh bay ra khỏi tổ biếu sư tôn Vương Lâm thì thào nhìn về hướng Huyền La rời đi, nhìn hình dáng mái tóc bạc trắng kia, hắn biết cả đời hắn không thể quên được ân tình này, hắn ngẩng phát đầu hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này tụ lại trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng hình thành một thân ảnh ánh sáng, trong chớp mắt khi Huyền La bị bắn khỏi tổ miếu, hắn thấy quầng sáng cuối cùng bên ngoài pho tượng cổ tổ dần dần biến mất, nhưng ngay trong tích tắc chuẩn bị biến mất đột nhiên quầng sáng đó ngưng tụ lại đồng thời tỏa ra ánh sáng chói mắt, luồng sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư cho tới luồng sáng thứ mười hai lại đồng thời xuất hiện ánh sáng tỏa ra vạn trượng ngay sau đó luồng sáng thứ mười ba mười bốn thứ mười tám xuất hiện toàn bộ cả thủy cổ hoàng thành bị cảnh tượng bất ngờ này khiến trở nên yên tĩnh sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi tiếng xôn xao ngập trời ầm ầm bùng lên trong tiếng xôn xao này chỉ thấy trên pho tượng cổ tổ liền xuất hiện luồng sáng thứ mười chín sau đó còn có cuồng sáng thứ hai mươi hai mốt hai hai cho tới quần sáng thứ hai mươi bảy hoàn toàn bao phủ pho tượng ánh sáng tỏa ra bốn phía sóng gợn lan tới tám phương chẳng những bao phủ cả thủy cổ hoàng thành mà ngày cả ngoài phạm vi nguyên thủy sơn cũng bị ánh sáng và sóng gợn bao phủ trên mặt huyền la hiện lên nụ cười hắn không dừng lại ở ngoài tổ miếu mà trong lúc 27 mươi sáng này lóe lên liền rời khỏi nơi này xuất hiện trên bầu trời lại khoanh chân ngồi xuống hắn biết việc hộ pháp còn chưa chấm dứt vương lâm còn cần phải vượt qua lần phân thần cuối cùng bên trong tổ miếu trên đầu vương lâm lơ lửng một quầng sáng rất lớn quầng sáng này phải lớn hơn tới mấy chục lần so với lần đầu tiên hắn phân thần hắn ngẩng đầu thân ảnh trong quần sáng cũng ngẩng đầu giống như nhìn xuyên qua tổ miếu, nhìn thấy nụ cười của Huyền La trên bầu trời, sư tôn, ánh mắt hai người ngưng tụ với nhau, một hồi lâu sau Vương Lâm cúi đầu hít sâu một hơi, lần cổ đạo phân thần thứ hai này cực kỳ hung hiểm nhưng trong thời khắc mê man dường như hắn lại chứng kiến tất cả, trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân ảnh ôm thi thể ngửa mặt lên trời gầm giống thê lương kia, thân ảnh là ai, thi thể hắn ôm là ai, vấn đề này Vương Lâm không dám suy nghĩ, không muốn suy nghĩ, sợ hãi suy nghĩ hắn yên lặng ngồi trong tổ miếu, từ trước tới nay đã là 68 năm, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Vương Lâm thi Thảo giọng nói như ẩn như hiện trong tổ miếu, trong thủy cổ hoàng thành, sau khi 27 quần sáng xuất hiện, tiếng xôn xao đã lên tới đỉnh, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên pho tượng cổ tổ. 18 năm, người này lần đầu tiên phân thần mất 3 năm, lần thứ hai phân thần 15 năm, hắn tuyệt đối là phân liệt hoàn mỹ, dung hợp hoàn mỹ, lần đầu tiên hắn coi như thành công, nhưng lần thứ hai dung hợp sau khi phân thần hiển nhiên là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết lần thứ ba này hắn sẽ như thế nào. Vương Lâm này nếu tiếp tục lựa chọn phân liệt hoàn toàn trong lần thứ ba này thì sợ sẽ rất khó vượt qua. Nếu ta là hắn thì lần thứ ba này đơn giản chấm dứt sớm lấy an toàn làm đầu. Trong ánh mắt ngưng tụ của mọi người trong thủy cổ hoàng thành, Vương Lâm trong tổ miếu hít sâu một hơi, hắn khu trừ tầng tầng suy nghĩ do thân ảnh trong đầu nguyên thần, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào lần cổ đạo tam phân thần thứ ba. Hắn có thể cảm nhận được sau khi phân thần lần thứ hai thành công, nguyên thần mình đã lớn mạnh hơn vô số lần, cũng khiến tu vi bản thân cường hãn hơn không ít. Nếu lần thứ ba cũng thành công thì khi nguyên thần dung hợp trong nháy mắt hắn có thể đạt tới đỉnh phong. Loại trình độ đó, có lẽ có thể vượt qua cổ đạo. Ánh mắt vương lâm lóe lên lộ vẻ kiên định, trong nháy mắt liền nhắm mắt lại. Tầng sáng nguyên thần hầu như đã chiếm toàn bộ nơi này. Bên ngoài cơ thể hắn từ ngưng thật lại dần dần phân liệt lần thứ ba, lần cuối cùng, ba năm mười lăm năm. Lần này sẽ cần bao nhiêu năm đây? Vương Lâm vẫn không có đáp án. Thời gian thoáng cái trôi qua, chẳng hay biết vương lâm ở trong tổ miếu phân thân lần thứ ba đã vượt qua thêm 7 năm tộc nhân thủy cổ nhất mạch trong chờ mong mỗi ngày đều nhìn về phía 27 tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ thủy cổ hoàng tôn cũng dần dần hoàn thành quá trình quá độ của tân hoàng kế đô thời gian kế đô trở thành tân hoàng càng lúc càng gần khi ngày ấy gần tới ánh mắt của tộc nhân thủy cổ cũng rời dần khỏi quần sáng trên pho tượng cổ tổ hướng về phía chuyện lớn nhất sắp tới của thủy cổ nhất mạch tân hoàng đăng cơ Vô số quân đội thủy cổ trong thời gian 25 năm khi kế đô sắp đăng cơ dần dần được thủy cổ hoàng tôn buông tay giao cho kế đô khiến kế đô có thời gian làm quen, chuẩn bị nghênh đón tiên cổ đại chiến mấy trăm năm sau. Năm 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 năm, năm tháng trôi qua xuân hạ thu đông vô tình thay đổi, trong nháy mắt lại trôi qua 15 năm. Đây đã là 20 năm từ khi Vương Lâm phân thần lần thứ ba. Nếu như tính cả thời gian trước thì Vương Lâm đã bước vào tổ miếu này suốt 90 năm. Thời gian 90 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, có thể cả cả đời của phàm nhân cũng có thể khiến Tân Hoàng đăng cơ, Thủy Cổ Hoàng Tôn đã lùi về phía sau để kế đô ra mặt, tuy nói còn chưa tiến thành đại lễ đăng cơ nhưng hầu như tất cả mọi chuyện của Thủy Cổ nhất mạch lúc này đều do kế đô phụ trách xử lý, hắn còn chưa mang vương miện nhưng hắn cũng đã mặc hoàng bào, chẳng qua dù là kế đô thì sáng sớm ngày nào cũng đều có thói quen nhìn về phía tổ miếu, chưa bao giờ thay đổi niềm tin của hắn rằng nghĩa phụ nhất định thành công. Bên trong tổ miếu, bên ngoài thân thể Vương Lâm quần sáng nguyên thần khổng lồ lúc trước giờ đây đã vỡ vụn, trở thành vô số mảnh vụn đang vỡ nát ra, lúc này Vương Lâm đã nhận ra giáo huấn lần trước, thế nên hắn để lại trong người một tia thần thức, tia thần thức này có thể thức tỉnh bản thân trong thời điểm mấu chốt, nỗi đau đớn khi nguyên thần phân liệt trong 10 năm này vô số người không thể chịu đựng nổi nhưng đều được Vương Lâm chịu đựng, hắn thậm chí có cảm giác chai lì với nỗi đau đớn này, thời gian 95 năm trôi qua, thủy cổ nhất mạch bắt đầu chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ của tân hoàng 5 năm sau, tầng sáng nguyên thần của Vương Lâm đã biến thành mảnh nhỏ giờ hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn, hắn bắt đầu thử dung hợp bởi vì lần thứ hai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khiến lần này phương lâm dung hợp rất cẩn thận hắn không hoàn toàn dung hợp nguyên thần mà lựa chọn tách ra dung hợp từng bộ phận một cho tới khi hoàn mỹ mà ở sâu trong ý niệm của hắn còn có một suy nghĩ phải hoàn thành trong khi dung hợp thời gian một năm lại một năm trôi qua vào năm thứ 96 phương lâm đã hoàn thành dung hợp tầng sáng nguyên thần gần ba phần quầng sáng sau khi dung hợp cũng không khổng lồ mà ngược lại rất nhỏ chỉ bằng một nắm tay nhưng nguyên thần ngưng tụ ba phần này lại cường đại tới gấp mấy lần nguyên thần lần thứ hai dung hợp nếu thật sự hoàn toàn dung hợp xong, nguyên thần đầy đủ thì có lẽ có thể khiến Vương Lâm đạt tới đỉnh phong thật. Vào năm thứ 97 tầng sáng nguyên thần của Vương Lâm đã ngưng tụ được 5 phần, lại cường đại hơn trước không ít, thời gian trăm năm chỉ còn lại 3 năm hơn, một ngàn ngày đêm mà thôi. Thủy cổ hoàng thành trong mấy năm này cực kỳ náo nhiệt, trước khi tiến hành đại lễ như vậy hầu như tất cả cường giả của thủy cổ nhất mạch đều từ bốn phương quay về hoàng thành, chứng kiến sự kiện có thể nói là lớn nhất thủy cổ nhất mạch, hoàng quyền luân phiên khiến cho toàn bộ thủy cổ nhất mạch đều vận chuyển chẳng qua kế đồ sắp đăng cơ, vào năm thứ 97 hắn yên lặng một mình đi tới bên ngoài tổ miếu, khoanh chân ngồi đó yên lặng chờ đợi, hắn bỏ qua tất cả mọi chuyện, muốn trong 3 năm trước khi trở thành hoàng tôn này làm bạn với nghĩa phụ, từng ngày trôi qua, trong thủy cổ hoàng thành càng có nhiều tộc nhân trở về hơn thậm chí sứ đoàn của hai tộc khác cũng đều đang trên đường tới, hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều người tới thủy cổ hoàng thành. Chẳng qua nếu so với sự phồn hoa náo nhiệt trong thành này thì ở ngoài tổ miếu ngàn trượng lại cực kỳ an tĩnh nơi này từ rất lâu trước đó đã biến thành cấm địa không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào mà bốn phía nơi này còn có vô số thị vệ của hoàng cung bảo vệ trong sự yên tĩnh này kế đô ngồi nhắm mắt yên lặng nghĩa phụ còn ba năm nữa là hải nhi có thể trở thành thủy cổ hoàng tôn rồi kế đô ngồi ở nơi này ngày đêm trôi qua năm thứ 98 đã tới năm thứ 99 đã tới cho tới năm thứ 100, cuối cùng cũng vô thanh vô tức trôi qua và một ngày trong năm thứ 100 này bên trong thủy cổ hoàng thành tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên pho tượng cổ tổ chẳng qua lúc này mọi người không phải nhìn tầng sáng bên ngoài pho tượng mà là nhìn hoàng tôn của bọn họ ở đó cả hoàng thành giờ phút này đều yên tĩnh trong hoàng cung cũng có vô số tộc nhân bọn họ đang đợi hoàng tôn mới xuất hiện trên quảng trường rộng lớn mọi người đứng dày đặc còn sứ đoàn của hai tộc cũng tới cực kỳ long trọng mang theo hậu lễ mà dẫn đầu đều là những người hoàng tộc có địa vị cao quý bọn họ đứng ở trong quảng trường này cùng chờ đợi trong quảng trường rộng lớn này có một chiếc đỉnh khổng lồ trong đỉnh này có một đám bùn đất xốp bên trên đặt một cây hương chưa châm người có tư cách đốt cây hương này chỉ có kế đô mà thôi đây là hoàng quyền hương hương bay lên lại biến ảo ra phong vân ngưng tụ ra trấn thiên cổ chiếc trống này cũng chỉ có kế đô mới được gõ đánh làm chín tiếng vang vọng thiên địa xong thì sẽ nhận một phái của tộc nhân thủy cổ những người chờ đợi nơi này còn có cả hoàng tôn đã già nua hắn cũng đang chờ đợi giờ lành đã đến bệ hạ thế có mấy người đứng bên cạnh thủy cổ hoàng tôn trong đó có một lão già do dự một chút rồi nhẹ giọng nói chờ đợi thủy cổ nhất mà chúng ta làm gì có giờ lành gì một khắc khi kế đô tới thì đó chính là giờ lành thủy cổ hoàng tôn sắp thoái vị khàn khàn nói lão già vừa nói chuyện liền cung kính vâng dạ bên ngoài tổ miếu kế đô vẫn ngồi khoanh chân hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích không để ý tới thiên địa một ngày trọng đại trong đời hắn sắp tới ở phía sau hắn đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất khẽ chỉ thấy một thị vệ mặc áo giáp đen nhanh chóng cất bước tới sau khi tới gần mới từ từ chậm lại bệ hạ đã tới giờ rồi thị vệ này quỳ xuống chính là một trong năm nam từ đi theo kế đô từ xưa hắn cúi đầu nói khẽ Kế đô không nói gì vẫn đứng bất động như trước. Thị vệ phía sau vẫn quỳ nơi đó trầm mặc. Qua thời gian nửa nén hương, một tiếng than khẽ từ miệng kế đô truyền ra. Hắn mở mắt nhìn tổ miếu, trầm mặc đứng dậy quỳ xuống dập đầu ba lạy về hướng tổ miếu. Nghĩa phụ hải nhi đi đây. Kế đô ngẩng đầu nhìn tổ miếu một lần nữa rồi xoay người trở lại phía sau. Thị vệ cũng đứng dậy đi theo sau hắn. Một đám người dần dần rời đi. Mà lúc những người này rời đi rồi, tại bên trong tổ miếu, bên ngoài thân thể phương lâm trôi nổi một tầng sáng không lớn. Tầng sáng này đã không còn lớn như một nắm tay mà đã có thân thể giống với lúc chưa phân thần, ánh sáng tỏa ra bốn phía, tầng sáng rất đầy đủ thoạt nhìn như đã hoàn toàn dung hợp, chẳng qua hai mắt nguyên thần trong tầng sáng đang nhắm, và một năm trước Vương Lâm đã có thể hoàn thành dung hợp rồi, lần dung hợp này cực kỳ thuận lợi không có chút chuyện bất ngờ, nhưng Vương Lâm lại không lựa chọn chấm dứt lúc này, hắn vẫn âm thầm cảm thấy thiếu sót, cả ngươi chìm đắm bên trong đó như ngủ say vậy, hắn muốn một lần nữa tiến vào bên trong vùng thiên địa mơ hồ xuất hiện trong lần phân thần thứ hai hắn muốn nhìn thấy ngọn núi có tuyết bảy màu trước đây thấy thân ảnh kia, hắn muốn nghe lời nói đầy đủ của thân ảnh kia, chẳng qua hắn cũng không biết phải làm sao để tiến vào bên trong thế giới mơ hồ kia, hắn thậm chí không biết nơi đó là địa phương nào, suy tư và thử nghiệm hơn một năm rốt cục vào ngày này kế đô chuẩn bị nắm quyền thì trong đầu phương lâm mơ hồ ly hắn lờ mờ thấy được thế giới đã từng gặp kia, đăng ký, like video ủng hộ kênh Ki Quy Chuyện nhé, cảm ơn. Trâm Hoàng Quyền Hương, một giọng nói kinh thiên vang vọng trong thủy cổ hoàng thành, cả hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ tại người mặc hoàng bào đứng trước đại đỉnh tại trung tâm quảng trường. Hình dáng kế đô không còn vẻ thanh niên nữa mà làm cho người ta cảm thấy đã trưởng thành. Hắn đứng đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai vang lên giọng nói kinh thiên, bầu trời xanh biếc, ngàn dặm không mây trong xanh vô cùng. Gió như hòa thổi tới mơn man trên cơ thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cây hương trong đại đỉnh phía trước đang chờ hắn đốt lên. Giờ phút này hắn được vạn người để ý, được vô số tộc nhân thủy cổ ngóng nhìn được tất cả tộc nhân thủy cổ nhất mạch không có tư cách đi tới hoàng thành đều từ phía xa nhìn về phía hoàng thành thậm chí ở trong hoàng thành đạo cổ và cực cổ ánh mắt tộc nhân hay tộc cũng như xuyên thấu khoảng không mà nhìn tới nơi này thủy cổ hoàng tôn nghĩa phụ hài nhi sắp trở thành hoàng tôn rồi kế đô nhìn trời ánh mắt hướng về phía pho tượng cổ tổ phía xa xa hít sâu một hơi tay áo phát một cái đi về phía trước tay phải giơ lên lập tức một đám lửa bùng lên bao phủ lấy hoàng quyền hương kia trong nháy mắt cây hương này liền được đốt lên bái hoàng tôn lại một tiếng nói kinh thiên vang vọng trong hoàng cung, tất cả tộc nhân nơi này đều quỳ xuống mặt đất, chỉ có phụ thân kế đô là đứng trong đại điện nhìn kế đô, hoàng quyền hương bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt tỏa ra một luồng khói xanh bay lên không trung, khiến thiên địa biến sắc phong vân cuồn cuộn, bầu trời truyền ra một tiếng âm vang, chỉ thấy một cái khe rất lớn bị mở ra, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên, đó là một cổ thần cao mấy vạn trượng, bên cạnh còn có cổ ma, cổ yêu, bọn họ khiêng một chiếc trống trận khổng lồ từ trong bầu trời chậm rãi đi ra giữa không trung thân thể kế đô nhoáng lên bước lên không trung đi tới cạnh chiếc chống trận hắn không chút do dự mà giơ tay phải lên hướng về phía chống trận đánh mạnh một quyền tới thùng một tiếng tiếng trống trầm trầm khoách tán ra tiếng động này lộ vẻ trang nghiêm truyền khắp hoàng cung truyền khắp hoàng thành truyền khắp cả phạm vi thủy cổ đệ nhất bái một giọng nói kinh thiên lại xuất hiện một lần nữa tất cả tộc nhân nơi này đều vái một cái bái kiến hoàng tôn trong một phái này giọng nói của bọn họ dung hợp một chỗ hình thành một sóng âm ngập trời tiếng động này bất ngờ truyền khắp các ngóc ngách của hoàng thành thậm chí trong tiếng trống vang vọng cả thành trì của thủy cổ cũng phát ra tiếng động như vậy thùng tiếng trống thứ hai lại vang lên khi tay phải kế đô hạ xuống một lần nữa đệ nhị bái tham kiến hoàng tôn tiếng hô kịch liệt hơn thay thế tất cả mọi thứ trong thiên địa trở thành sóng âm cực đại chỉ sau tiếng trống nghĩa phụ hài nhi trở thành hoàng tôn rồi tay phải kế đô rơi lên mặt trống lần thứ ba trong tiếng trống vang vọng thân thể vương lâm trong tổ miếu vẫn không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền lúc này hắn cũng thấy được một vùng thiên địa vùng thiên địa này rất tối tăm mặt đất mơ hồ bị sương mù bao phủ chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ở phía xa là một vùng đổ nát không biết đã để hoang phế bao nhiêu năm trong mắt vương lâm không có vẻ mờ mịt đi ở nơi này hắn không biết là mình đi trên mặt đất hay đi trong hư vô hắn nhìn bốn phía chậm rãi bước về phía trước hắn không biết mình đi đã bao lâu có lẽ là một năm cũng có lẽ là cả đời cho tới khi trước mặt hắn xuất hiện một ngọn núi trên ngọn núi đó có tuyết bảy màu đang rơi trong gió tuyết hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thân ảnh đó đang ôm một thi thể, ngửa mặt lên trời gầm thét, mái tóc dài trong tuyết bảy màu không thể nhìn rõ màu sắc theo gió tung bay, trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh này tâm thần Vương Lâm chấn động, hô hấp hắn trở nên dồn dập, hắn nhìn không phải là thân ảnh đang gầm thét kia mà là thi thể được hắn ôm, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc như tơ phủ xuống, không thể nhìn thấy hình dáng của thi thể kia, thậm chí hắn cũng không thể nhận ra thi thể đó là nam hay nữ, sắc mặt hắn tái nhợt, giờ phút này không để ý tới gì nữa mà triển khai toàn bộ tốc độ tiến về ngọn núi đó nhưng hắn lao đi rất lâu rất lâu vẫn không thể tới gần được chút nào, không thể nhìn thấy hình dáng của thi thể kia. Giống như khoảng cách giữa hắn và ngọn núi kia là một vực sâu sinh tử không cách nào có thể vượt qua. Tiếng gầm giống kia càng ngày càng kịch liệt, lộ ra vẻ đau thương và phẫn nộ vô tận. Bầu trời trong tiếng gầm thét này có dấu hiệu sụp đổ một lần nữa, giống như tiếng gầm giống này có lực lượng đủ khiến trời lòng đất lở. Tiếng gầm kia truyền vào tai Vương Lâm khiến trái tim hắn đột nhiên đau đớn. Loại cảm giác này vốn không bằng sự đau đớn khi hắn chịu đựng cổ đạo tam phân thần, nhưng hắn lại cảm thấy nỗi đau đớn này đã lên tới cực điểm tình thâm nhưng duyên chẳng dài đồng hành là nghịch thiên địa thân ảnh trên ngọn núi kia ngẩng đầu gầm thét phát ra tiếng rít gào cao nhất trong thiên địa thì có ích gì chúng sinh bái lại thì có ích khi vô lượng kiếp kinh có ích gì thiên địa như vậy thì sao còn chưa hủy diệt chúng sinh như thế sao còn chưa tiêu tán kiếp kinh như thế sao còn chưa thất truyền nếu là thế thì ta muốn dùng phương thức của ta khiến trời xanh phải nhắm mắt khiến cho mặt đất phải ngủ say cho hoàng tuyền lệ chảy khiến luân hồi đình chỉ hiến thương không từ nay về sau, vô niệm, giọng nói kia mang theo ý chí kinh người, âm ầm tỏa ra tám hướng, truyền vào tâm thần Vương Lâm khiến tâm thần hắn chấn động, thân thể nhanh chóng tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như sắp bị xua đuổi khỏi nơi này, trong chớp mắt khi thân thể hắn tiêu tán, hắn nhìn thấy trên ngọn núi bảy màu kia thân ảnh ôm thi thể kia gầm giống thê thảm, từng bước lên trời, trong nháy mắt khi bước chân hắn hạ xuống, bầu trời sụp đổ, hắn mang theo thi thể kia bước vào bầu trời đã tan nát, tiếng thét kia vang vọng Vương Lâm mở bừng hai mắt, hắn vẫn ở trong tổ miếu, thân thể khô héo giống như đã chết, ở phía trước hắn nguyên thần trong tầng sáng cũng mở hai mắt nhìn hắn, hắn cuối cùng cũng vẫn không thể nhìn rõ hình dáng thi thể kia, thậm chí ngay cả giọng nói của thân ảnh kia cũng mơ hồ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng, thảm kiến hoàng tôn, như ẩn như hiện từ bên ngoài truyền vào, nhưng Vương Lâm lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt hắn lộ vẻ mê man, rất lâu rất lâu sau vẻ mê man mới dần dần tán đi hắn trầm mặc nửa ngày mạnh mẽ khiến mình không suy tư với việc này nữa nhưng rất khó làm được cho tới sau khi thử nghiệm nhiều lần mới có thể miễn cường không suy tư nữa trong trầm mặc vương lâm muốn mình phải đi làm chuyện khác nếu không hắn tiếp tục suy nghĩ thế này thì bản thân sẽ sụp đổ sẽ không đâu không phải không vương lâm thì thào cằn răng giơ tay phải lên điểm một chỉ vào nguyên thần trước người nguyên thần nọ lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng khiến cho cả tổ miếu này tràn ngập ánh sáng trong ánh sáng này, tầng sáng bên ngoài nguyên thần bỗng nhiên bành trướng lên ngay lập tức chiếm toàn bộ vị trí nơi này, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục mở rộng ra, sau khi bao phủ cả tổ miếu liền tràn về phía pho tượng cổ tổ. Bên trong hoàng cung, tiếng trống vẫn vang vọng, đệ cửu bái, tham kiến hoàng tôn, trong khi giọng nói của tất cả tộc nhân thủy cổ vang lên đinh tai nhức óc, một luồng sáng đến cực điểm bất ngờ truyền ra từ pho tượng cổ tổ, kế đô đang ở trên bầu trời, đứng trước chiếc trống, tay phải giơ lên bỗng quay phát đầu. Hắn liếc về phía pho tượng cổ tổ xa xa, thấy 27 quầng sáng bên ngoài đó bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này tràn về bốn phương tám hướng, có một hư ảnh mơ hồ lan tỏa ra, trong nháy mắt đã tràn ngập cả nửa thân hình của pho tượng cổ tổ, Nghĩa phụ, kế đô sừng sốt, trong mắt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ và kích động, cùng lúc đó cảnh tượng phát sinh trên pho tượng cổ tổ cũng được toàn bộ mọi người trong hoàng thành chứng kiến, ánh mắt bọn họ ngưng tụ lại, tại đây tận mắt nhìn thấy hư ảnh bên trên pho tượng cổ tổ bất ngờ tràn ngập ra toàn bộ thân hình cổ tổ đạt tới độ lớn bằng với pho tượng này giống như trồng lên nhưng vừa trồng lên tướng mạo của pho tượng này lại mơ hồ như biến thành xa lạ có vài phần tương tự vương lâm đây là bởi vì nguyên thần của hắn trong lúc bành trướng ra đã bao phủ cả pho tượng cổ tổ hắn rốt cục đã thành công vượt qua cổ đạo tam vân thần rồi không biết cổ tổ ban thưởng gì cho hắn trên bầu trời huyền la nhìn pho tượng cổ tổ lộ nụ cười vui mừng trên nguyên thủy sơn tống thiên không tham gia đại lễ của kế đô Lúc này hắn cũng đứng giữa không trung, nhìn pho tượng cổ tổ phía xa xa, suy nghĩ tương tự cũng vang vọng trong lòng hắn, không biết hắn sẽ được cổ tổ ban thưởng gì. Tống Thiên mơ hồ hơi chờ mong, ngay lúc cảnh tượng này được vạn người chú ý, thậm chí ngay cả việc đăng cơ của kế đô cũng tạm dừng, chỉ thấy 27 quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ bộc phát ra ánh sáng chói mắt bất ngờ tạo thành một vòng tròn xoay quanh thân thể này rồi lao thẳng lên bầu trời. Quầng sáng đó bay lên tiến vào bầu trời khiến cho trời xanh xuất hiện gợn sóng không ngừng lan ra khi quầng sáng cuối cùng lao lên bầu trời, thiên địa biến sắc, cửu khúc bỗng nhiên vang lên khắp thủy cổ hoàng thành này. Âm thanh tuyệt vời này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, tồn tại trong thiên địa và dung hợp với tầng tầng sóng gợn. Một vùng u ám đột nhiên từ trên bầu trời phủ xuống, một đám ánh sáng mở nhạt yếu ớt từ từ hiện lên cuối cùng bùng lên thành một màu đỏ chói. Đó là một giọt máu tươi, giọt máu này lộ ra một luồng khí tức linh hồn, trong nháy mắt khi xuất hiện liền khiến cả thủy cổ hoàng thành tĩnh mịch hẳn, hồn huyết tống thiên đứng trên nguyên thủy sơn trong chớp mắt khi nhìn thấy giọt máu này liền lộ vẻ không thể tin nổi không ngờ lại là hồn huyết ba giọt hồn huyết đã sáng tạo ra cổ thần hắn lúc trước đã có một giọt giờ lại có một giọt nữa là hai huyền la hít sâu một hơi dù là hắn cũng không thể ngờ nổi là vương lâm có thể đạt được giọt hồn huyết thứ hai hồn huyết đỏ tươi như máu kia sau khi xuất hiện liền giáng xuống màu sắc của nó đột nhiên biến hóa chuyên dần sang màu tím một lát sau ở trên không trung phía trên pho tượng tiên tổ nơi nó giáng xuống bất ngờ biến thành màu tím màu tím này chính là hồn huyết của cổ tổ khí tức linh hồn ở bên trong càng thêm mãnh liệt khiến cho toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc này đều bị nhuốm một màu tím toàn bộ hoàng thành của thủy cổ bao gồm cả tân hoàng kế đô lúc này đều nhìn thấy giọt máu màu tím kia dung nhập vào trong pho tượng của cổ tổ cùng lúc đó một luồng tử quang mãnh liệt trói mắt khoách tán ra tạo thành một vòng sáng màu tím từ trên đầu của pho tượng cổ tổ nhanh chóng tràn xuống trong nháy mắt vòng sáng màu tím này đã biến mất vào trong tổ miếu ở dưới chân của pho tượng không còn nhìn thấy nữa Vương Lâm ngồi khoanh chân trong tổ miếu, lúc này nơi đây tràn ngập màu tím, luồng tử quang kia hóa thành vô số điểm sáng ngưng tụ lại thân thể hắn cùng với giọt hồn huyết ở trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp, sao cổ đạo ta phần thần, chính là ban thưởng của cổ tổ, hồn huyết này chính là như vậy, phàm là tộc nhân của cổ tộc nhìn thấy cảnh tượng tử huyết từ trên pho tượng cổ tộc hạ xuống lúc này đều chấn động tâm thần không thể tin vào những gì trước mắt, đây là hồn huyết, là hồn huyết của cổ tổ, nghe đồn nếu được ban cho ba giọt hồn huyết thì có thể sáng tạo ra một mạch cổ trong lần ban thưởng của cổ tổ này hắn đã có được một giọt hồn huyết chẳng lẽ chỉ cần hoàn toàn vượt qua cổ đạo tam phần thần là có thể có được hồn huyết sao tiếng xôn xao vang vọng thiên địa kế đô nhìn pho tượng cổ tổ kia hít sâu một hơi ngay cả hắn cùng không ngờ tới nghĩa phụ lại đạt được hồn huyết của cổ tổ khi giọt máu màu tím kia biến mất bầu trời dần dần khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu như thấy hết thảy đã kết thúc dù sao khi ban thưởng của cổ tổ giáng xuống thì lúc này tam tôn thất kiếp đã hoàn toàn kết thúc nhưng ngay trong nháy mắt thì ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người, chỉ thấy trên bầu trời dị biến lại xuất hiện khiến càng nhiều tiếng kinh hô xôn xao vang lên từ trong các góc của hoàng thành thủy cổ này, vẫn chưa chấm dứt, bầu trời vẫn tiếp tục biến hóa sự ban thưởng của cổ tổ vẫn chưa chấm dứt, màu tím, lại là màu tím, không thể nào có chuyện hồn huyết vẫn còn giáng xuống, tiếng xôn xao nổi lên kinh thiên, trong khi tất cả tộc nhân đều không thể tin Bọn họ chứng kiến màu tím trên không trung vốn đã tiêu tan nhưng trong nháy mắt lại tỏa ra hào quang trói mắt ở cuối bầu trời như xuất hiện một cơn lốc xoáy màu tím cơn lốc xoáy này không ngừng chuyên động, ở chính giữa như có một cái hố đen. Cái hố đen kia chính là chỗ tử quang nồng đậm nhất. Dần dần, một giọt máu tươi màu tím chậm rãi hạ xuống. Ngay khi nhìn thấy rõ giọt máu màu tím này gần như tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ ngập trời. Lại là hồn huyết, hai giọt, hắn đã có được hai giọt hồn huyết, giọt hồn huyết kia chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dung nhập vào đầu pho tượng của cổ tổ lóe lên tử quang, nhanh chóng tràn xuống, biến mất bên trong tổ biếu. Tiếng xôn xao vẫn nổi lên liên tục ở xung quanh vương lâm sâu trong tổ biếu, những điểm sáng màu tím càng ngày càng nhiều, rất nhanh ngưng tụ lại thân thể hắn lần lượt biến mất vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng, ngay khi đem toàn bộ những điểm sáng màu tím kia dung nhập vào thân thể, trong thân thể vương lâm đã có được ba giọt hồn huyết, bỗng nhiên hắn mở mạnh hai mắt, ngay khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy pho tượng cổ tổ kia bùng phát ra hào quang màu tím mãnh liệt nguyên thần của vương lâm lúc trước bao trùm pho tượng này bị tử quang vờn quanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ lại dần dần từ bên ngoài pho tượng này co rút lại biến mất ở bên trong tổ miếu không thấy bóng dáng bầu trời chậm rãi khôi phục lại như thường không còn một chút màu tím nào nữa pho tượng của tổ kia cũng bình thường trở lại vẫn ngước nhìn thiên địa như trước thần sắc kinh thường mang theo một vẻ khinh miệt và liều lĩnh khi những sự dị thường trong thiên địa biến mất rất nhiều tộc nhân trong hoàng thành thủy cổ cũng dần dần bình tĩnh trở lại từ trong nỗi thiết sợ chỉ là đáy lòng họ đậy sóng ngập trời, nhưng thân xác bên ngoài cũng cố gắng nén lại. Ánh mắt họ nhìn về phía tổ miếu lộ ra những hàm ý khác nhau, có ghen ghét, có hâm mộ, có sự phức tạp, có vẻ cảm khái trong tổ miếu. Ở phía trước vương lâm nguyên thần đã ngưng tụ lại từ trên, pho tượng cổ tổ đang lơ lửng dần dần trồng lên thân thể hắn. Sau khi dùng hợp thân thể khô héo của vương lâm như được cung cấp sức sống vô tận nhanh chóng khôi phục lại, trong vòng vài nhịp thở, thân thể từ lúc như một cái xác khô đã khôi phục lại như thường nhưng cũng không còn giống như trước khi bước vào tổ miếu, mà sức mạnh ẩn chứa bên trong đã khác biệt vô số lần. Vương Lâm nhắm hai mắt lại cảm nhận sự biến hóa của nguyên thần trong cơ thể. Nguyên thần hắn rất mạnh, thần thức tản ra chẳng những có thể bao trùm toàn bộ mặt đất của cổ tộc, thậm chí ngay cả vùng trũng không lồ hình thành sau khi nước biển mênh mông bay lên không trung cũng bị thần thức này tràn ngập. Thần thức hùng mạnh như vậy cần phải là một nguyên thần gần như bất diệt mới có thể tạo ra được. Hiện giờ, nguyên thần của Vương Lâm sau ba lần tan vỡ rồi dung hợp lại đã đạt tới một trình độ khó tin hắn có thể cảm nhận được quy tắc trong thiên địa có thể cảm nhận được sự vận chuyển của vạn vật thậm chí có thể thấy được quỹ đạo lưu chuyển của thời gian cũng hùng mạnh thêm không chỉ có nguyên thần của hắn mà còn có thân thể thân thể hắn vốn đã cực kỳ cường hãn nhưng hiện giờ lại càng cường đại hơn cái cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh này khiến cho vương lâm cảm thấy có thể đánh một quyền phá nát bầu trời không biết trạng thái lúc này của ta so với cổ đạo đại thiên tôn thì hơn kém thế nào trong lúc thì thào vương lâm đứng lên đi ra ngoài tổ miếu sau một trăm năm đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài tổ miếu từng bước bước đi ngay khi hắn ra khỏi tổ miếu ánh mặt trời chói chang chiếu xuống chiếu vào trong mắt hẳn hắn nhìn bầu trời nhìn thấy gợn sóng cách đó vạn dặm nhưng hắn lại không nhìn thấy sư tôn huyền la huyền la ngay khi giọt hồn huyết thứ hai giáng xuống đã rời đi hắn không muốn gặp vương lâm yên lặng xoay người rời đi đi về phía đạo cổ hắn tới đây chính là giúp vương lâm hộ pháp lúc này hộ phép đã xong hắn không biết sau khi gặp lại vương lâm bản thân phải nói những gì chỉ có thể rời khỏi nhìn bầu trời nhìn về phía huyền la rời khỏi vương lâm trầm mặc trong mắt hắn không hề có vẻ phức tạp mà là một sự nhu hòa trước khi đi phải tới bái kiến sư tôn một lần vương lâm nhẹ giọng tự nói đạp thiên kiều không biết hiện giờ ta có thể bước lên cây câu thứ tư hay không nhưng bất kể thế nào thì việc này cũng đã xong thời gian tới khi thái cổ thần cảnh mở ra còn 300 năm 300 năm này ta không định ở lại đại lục tiên cương ta muốn về nhà mang uyển như về nhà vương lâm thu ánh mắt đang nhìn trời lại xoay người hướng về phía hoàng cung bước đi hắn đã từng đồng ý với kế đô tới chứng kiến hắn trở thành hoàng tôn trong hoàng cung thiên địa không một chút đau động nhưng thân ảnh vương lâm từ trong hư không đi ra một cách quỷ dị trước ánh mắt của vô số tộc nhân trong hoàng cung này nhìn lại vương lâm nhìn cái đô trên mật lộ ra một nụ cười ngươi sẽ là một hoàng tôn ưu tú vương lâm chậm rãi mở miệng kế đô kinh ngạc nhìn vương lâm hắn có thể cảm nhận được nghĩa phụ muốn rời khỏi là một hoàng tôn tốt dẫn dắt tộc nhân của ngươi ngày càng hùng mạnh vương lâm giơ tay phải lên hướng lên mặt đất của đại điện tung một trào Lập tức chiếc mũ vua đang đặt trên ngay vàng tự động bay lên, lao ra khỏi đại điện bay thẳng tới Vương Lâm, bị hắn bắt lấy. Hắn lại vung một cái chiếc mũ này bay về phía Kế Đô chậm rãi hạ xuống trên đỉnh đầu hắn, khiến cho Kế Đô đang mặc hoàng bào này trong khoảnh khắc này đã trở thành hoàng tôn chính thức. Trong lúc mỉm cười, Vương Lâm xoay người bước về phía hư không ở đằng xa, biến mất khỏi hoàng thành thủy cổ này biến mất ở trước mắt mọi người, biến mất ở trước mắt Kế Đô. Nghĩa phụ, Kế Đô hướng về phía Vương Lâm rời khỏi hô lớn lên một tiếng một sự đau thương ly biệt dâng lên trong lòng hắn, hắn vĩnh viễn không thể quên được tất cả những gì mình có được lúc này đều là nhờ Vương Lâm. Vương Lâm đã đi rồi, hắn rời khỏi thủy cổ nhất mạch, ở giữa thiên địa nhìn về phía tiên tộc nhìn về chỗ của thất đạo tông. Sau khi châm mặc ít lâu hắn đi về phía hoàng thành của đạo cổ mà hắn đã rời khỏi 200 năm trước. Bên trong hoàng thành của đạo cổ hắn đi tới ngoài huyền la ra không ai phát hiện ra ở hậu sơn của đạo cổ điện, trong căn phòng hắn đã từng ở ít lâu. Vương Lâm nhìn thấy huyền la, Sư đồ hai người ở trong căn phòng sau khi trầm mặc thật lâu trên mặt Huyền La hiện lên một nụ cười. Đã về rồi sao? Đệ tử bài kiến sư tôn. Trong căn phòng, Vương Lâm tìm được sự ấm áp mà hắn đã xa cách suốt 200 năm. Hắn đã quên bản thân hiện giờ đã là một cao thủ có thể so với cổ đạo trong mắt hắn Huyền La là sư tôn, còn hắn là đệ tử. Hậu sơn của đạo cổ điện giống như là một đào viên. Vương Lâm đã ở lại nơi này ba năm. Ba năm này đối với Vương Lâm mà nói giống như là một hồi lắng động tâm linh khiến cho hắn dần dần hoàn toàn điều khiển được thực lực vừa tăng vọt. Hắn làm bạn bên cạnh Huyền La vì Huyền La đã bỏ qua việc chuyển thế, nên sau ba năm, ở trước mắt Huyền La, Vương Lâm hướng về Huyền La váy một cái rồi xoay người bay lên trời. Huyền La nhìn đệ tử này của hắn hắn biết lần này Vương Lâm rời đi, có lẽ 300 năm sau mới có thể gặp lại. Thân ảnh Vương Lâm biến mất giữa thiên địa ở một nơi rất gần vùng trũng do mặt biển mênh mông dâng lên không hóa thành, trong một ngọn núi sâu. Vương Lâm đem nguyên thần và tu vi của mình sau khi dung hợp đã đạt tới đỉnh phong hắn lại muốn bước lên đạp thiên kiểu với tu vi của hắn hôm nay bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua giới hạn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thiên địa hư ảo kia trải qua quá trình đạp thiên mấy ngày sau một gợn sóng vô hình từ trong núi sâu khoách tán ra bốn phía sau khi tạo nên một uy áp mà cho dù là đại thiên tôn cũng khó có thể bước vào vương lâm xuất hiện ở vùng đất đạp thiên mà hắn rất quen thuộc bầu trời vẫn mông lung mặt đất bị sương mù lượn lờ cũng vô cùng mơ hồ không nhìn được quá xa ở phía trước hẳn có sáu cây cầu mỗi cây cầu ở phía sau lại càng lớn hơn nhất là ở phía sau cây cầu cuối cùng là một khung ánh hư ảo khiến cho vương lâm khi nhìn tới như bị chim đắm và bên trong ở phía sau hẳn có ba cây cầu vị trí của hắn lúc này chính là ở trước cây cầu thứ tư trăm năm trước nơi hắn đã đạp vào khoảng không hồi lâu sau hắn thu ánh mất nhìn khung cảnh hư ảo ở phía sau cây cầu thứ chín lại nhìn cây cầu thứ tư khổng lồ ở dưới chân giơ chân phải lên hạ xuống một bước trừ bản thân vương lâm ra chưa ai biết được hắn đã từng vượt qua đạp thiên kiều dù là cổ đạo đại thiên tôn trên cổ đạo sơn đã từng đi tới cây cầu thứ sáu cũng không thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng phương lâm đã đi lên đạp thiên kiều một lần nữa, đã vượt qua cây cầu thứ năm. Còn về việc đổi phương có vượt qua cây cầu thứ sáu hay không thì hắn không phát hiện ra được, bởi vì cực hạn của hắn chính là cây cầu thứ năm. Bên ngoài thâm sơn trong vùng bình nguyên do biển rộng mênh mang bay lên hóa thành tầng tầng sóng gợn lan ra mấy tháng, uy áp trong sóng gợn này tiêu tán. Phương lâm từ trong đó bình tĩnh đi ra hình dáng và thần sắc hắn so với mấy tháng trước cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dần dần phát hiện ra giờ phút này vương lâm hệt như phàm nhân trong thân thể không hề có chút dấu vết vận chuyển hắn mặc trường sam màu trắng đứng bên ngoài vùng bình nguyên do biển rộng mênh mông biến thành quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt đất cổ tộc sau nửa ngày bỗng nhiên xoay người hóa thành một đạo cầu vùng bay thăng về phía tiên tộc người điên năm đó ta đã từng thề trước khi rời khỏi hoàng cung trong tổ thành là phải cứu ngươi ra nếu ngươi muốn cùng ta rời đi thì tiên cương đại lục này không ai có thể ngăn cản ngươi nếu ngươi lựa chọn trở thành tiên hoàng thì cũng không phải là tiên hoàng ngủ say không thức tỉnh còn cả tư đô thanh thủy mười ba đầu to hồng diệp các ngươi cũng ở trên tiên cương đại lục này nhưng lại không phải ở cổ tộc như vậy nhất định đã chuyển thấy trên mặt đất tiên tộc lúc này ta sẽ tìm được các ngươi con ca Ly thiến mai ánh mắt vương lâm lộ vẻ một tia phức tạp vừa than khẽ tốc độ càng lúc càng nhanh dùng tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần so với lần trước khi hắn qua đây mà đi lóe lên rồi biến mất cuối cùng ta phải trở về thất đạo tông trở về chu tức tinh trong động phủ giới nơi đó là nhà ta cả đường vương lâm không hề dừng lại lao nhanh đi sau thời gian mấy ngày hắn thấy được cơn gió lốc khôn cùng do nước biển đựng thẳng lên giữa trung tâm của biển rộng mênh mông từ rất xa đã có thể nghe được tiếng ầm ầm của cơn lốc này càng tới gần lại càng có thể thấy được bởi sự chuyển động không ngừng trong hơn 200 năm của nó mà hình thành vô số vết nứt không gian thậm chí còn có một luồng uy áp từ trong cơn lốc này tràn ra lan tỏa về bốn phương tám hướng hơi nước biển từ đó lan ra tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp bốn phía lại càng kinh thiên động địa. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cơn lốc này nhìn chín cây cột hình thành cánh cửa lớn sâu trong đó ánh mắt lóe sáng. Hắn biết sau 300 năm vào một khắc ánh cửa này sẽ mở ra mình sẽ trở lại mang theo Lý Mộ Uyển tiến vào bên trong, dùng lực lượng luân hồi khiến Lý Mộ Uyển sống lại đồng thời ra khỏi luân hồi. Ở nơi đó có lẽ ta sẽ tìm ra được một sự thật. Vương Lâm thì thào, cất bước chuẩn bị xuyên qua cơn lốc này, nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn giơ chân lên, đột nhiên Vương Lâm ngẩng đầu, bầu trời u ám, bởi cơn lốc này không ngừng chuyển động tạo thành, bốn phía vẫn ầm vang như trước, giống như không có tiếng động nào khác, tất cả đều vô cùng bình tĩnh, giống như không có gì dị thường nhưng Vương Lâm lại nhìn lên bầu trời, không cắt bước rời đi mà đứng đó như chờ đợi điều gì, mười nhịp thớ trôi qua, trên bầu trời u ám kia bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc, âm thanh này chói tai, kinh thiên động địa át cả tiếng cơn lốc đang giết cả nơi này, khiến cho thiên địa chấn động mãnh liệt, chỉ thấy một khe hớ rất lớn bất ngờ bị xé ra trên bầu trời. Rất nhiều sương mù từ trong cái khe điên cuồng lan tràn ra bốn phía, đồng thời một thân ảnh mơ hồ từ trong cái khe bước ra, cổ đạo, thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn sương mù đang quay cuồng trên bầu trời, khiến bầu trời u ám lúc này trở thành một thế giới của sương mù, thì thân ảnh đang bước ra, chậm rãi nói, "Vương Lâm." Thân ảnh trong sương mù dần dần đi ra nhưng mãi vẫn không rời khỏi đám sương mù mà ở bên trong, cất tiếng khàn khàn nói, "Cảnh tượng này có ý nghĩa vô cùng trọng yếu trên Tiên Cương Đại Lục." đây là hai người cực mạnh của tiên cương đại lục lần đầu tiên đối mặt đây là tuyệt thế cường giả cùng ở cảnh giới nửa bước đạp thiên lần đầu tiên chạm mặt nhau còn về chuyện năm đó trên cổ đạo sơn bởi vì tu vi bất đồng cho nên chỉ ở xa xa còn lâu mới giống như giờ phút này người đã biết trước là ta sẽ tới thân ảnh trong sương mù trầm mặc một lát rồi nói vương lâm thong đong đứng đó ý phục tung bay trong gió mái tóc bạc phất phơ nhìn thân ảnh trong sương mù gật đầu lần thứ hai ngươi đi lên đạp thiên kiều đã đi qua được mấy cây cầu cổ đạo trong sương mù trầm mặc lần nữa hồi lâu than khẽ chậm rãi nói việc này không quan trọng quan trọng là mục đích ngươi tới là gì vương lâm mỉm cười thần sắc vô cùng bình tĩnh ngươi có thể giết hậu nhân của cổ tổ là diệp đạo có thể tùy ý đưa người khác lên làm hoàng tôn thậm chí có thể làm tất cả mọi việc ngươi muốn ở cổ tộc nhưng ngươi không thể rồi cổ tộc thân ảnh cổ đạo trong sương mù bao phủ cất giọng khàn khàn nói không thể rời khỏi cổ tộc sao ánh mắt vương lâm lóe lên chứ phi ta ngăn không được nếu không ngươi sẽ không thể rời khỏi cổ tộc thân ảnh trong sương mù truyền ra giọng nói già nua, ta sẽ không ngăn cản ngươi lâu đâu. 300 năm, ngươi chỉ cần tiếp tục ở lại cả tộc 300 năm đợi khi thái cổ thần cảnh mở ra thì ngươi có thể tùy ý rời đi, cho ta một lời giải thích đi. Vương Lâm hơi châm ngâm, chậm rãi nói, không có giải thích gì, ta không cho ngươi đi thì ngươi nhất định phải lưu lại, nếu không thì thắng ta đi. Cổ đạo trong sương mù cất giọng âm trầm, Vương Lâm nhướng mày nhìn thoáng qua thân ảnh trong sương mù, trên cổ đạo sơn ngươi mượn uy áp giúp ta dung hợp tiên cổ, đây là một trong đạo cổ hoàng thành ta giết diệp đạo với tu vi của ta lúc đó nếu ngươi ra tay thì ta không có phần thắng nhưng ngươi lại trầm mặc đó là hai ở thủy cổ nhất mạch kế đô trở thành tân hoàng tôn ngươi không ngăn cản đó là ba vương lâm ta cả đời ân oán rõ ràng bởi ba lần này ta có thể không cần ngươi giải thích tiếp tục ở lại cổ tộc một trăm năm nhưng hai trăm năm còn lại ta sẽ rời đi vương lâm chậm rãi nói thân ảnh trong sương mù trầm mặc hồi lâu sau đó nói một trăm năm không đủ phải chờ tới khi thái cổ thần cảnh mở ra Vương Lâm ta không muốn giao chiến với ngươi, lão phu đã rất lâu không ra tay với người khác rồi, ta chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại 300 năm, từ đó về sau ngươi có thể rời đi, thậm chí ta còn có thể báo đáp. Cổ đạo trong sương mù cất giọng khàn khàn nói, Vương Lâm cũng không muốn ra tay với cổ đạo, quan hệ của hai người rất là phức tạp, Vương Lâm không muốn ra tay trừ phi đúng là đối phương đã hoàn toàn quyết định, muốn mình lưu lại không còn cách nào thương lượng, ta có một nghi vấn. Với tu vị của ngươi có thể quét ngang tất cả cường giả tiên tộc nếu vậy tại sao lại còn để tiên tộc tồn tại, Vương Lâm đột nhiên mở miệng. Cổ đạo trong sương mù lại trầm mặc một lần nữa vấn đề này là nghi vấn của rất nhiều cường giả cổ tộc cùng là nghi vấn của rất nhiều tu sĩ tiên tộc. Vô số năm qua chưa ai biết được đáp án cũng không ai đám tự mình đi hỏi cổ đạo. Cổ tổ ban thường cho ta, không giống ngươi. Hồi lâu sau, giọng nói của cổ đạo truyền ra từ sương mù, mang theo vẻ phức tạp. Vương Lâm nhìn cổ đạo trong sương mù ánh mắt lộ vẻ suy tư, hình như đã hiểu ra điều gì. Được rồi, Vương Lâm không chiến thắng ta thì ngươi phải lưu lại, không có lựa chọn thứ ba đâu sương mù bao phủ cả đạo bỗng nhiên quay cuồng truyền ra tiếng nổ ẩm ẩm dung hợp cùng với tiếng ẩm vang của cơn lốc hóa thành sóng âm kinh thiên động địa giống như phối hợp với lời nói này hình thành một luồng uy nghiêm vô thượng trong thiên địa người muốn đánh vậy thì đánh đi vương lâm ngẩng phát đầu hai mắt bừng sáng nếu đã không tránh được vậy thì hôm nay hắn muốn biết mình và cổ đạo ai mói là kẻ mạnh nhất tiên cương trận chiến này là trận chiến đỉnh cao đầu tiên trên tiên cương đại lục sau khi tiên tổ cổ tổ biến mất cổ đạo cương giả mạnh nhất tiên cương vô số năm trước đã bước vào đạp thiên cảnh, tuy rằng dừng lại ở cây cầu thứ sáu nhưng chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Hắn cũng là người duy nhất từng đánh chết đại thiên tôn, vương lâm, tiên cổ dung hợp, con đường tu hành của hắn còn chưa tới tận cùng, gần như ngay sau khi hai chân thân hoàn trinh đã tiến vào nửa bước đạp thiên cảnh. Chính hắn cũng không biết sau khi hư bôn nguyên chân thân hoàn trinh thì hắn sẽ đạt tới trình độ gì, mà hắn còn có phần thân trong hư vô, trải qua thời gian mấy năm này đã gần như trưởng thành, một khi dung hợp với vương lâm sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng trong nháy mắt khi thân ảnh cổ đạo trong sương mù quay cuồng phát ra tiếng nổ ầm ầm cổ đạo đại thiên tôn bỗng nhiên bước từng bước tới hướng vương lâm vừa bước đi sương mù bên ngoài thân thể hắn tràn ra ngập trời không ngừng khoách tán về bốn phía hóa thành một phụ thú khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm giống kinh thiên động địa hình dáng phụ thú này kỳ dị có chín đâu thoạt nhìn khá giống cát cùng mà vương lâm nhìn thấy ở vùng đất cổ thần năm xưa chín đâu gầm giống lộ vẻ hung tán đồng thời một khí tức tăng thương xa xưa bỗng nhiên tràn dạ giống như vụ thú này có linh hồn đã tồn tại qua vô số năm tháng vậy. Cổ đạo đại thiên tôn trong vụ thú cất bước, giơ tay phải lên điểm một chi đầu ngón tay cũng có sương mù bao phủ nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy móng tay tỏa ra hàn quang. Một chi này điểm ra khiến vương lâm nhìn thấy cả thiên địa bỗng nhiên đại biến, trên thiên không có vô số sợi tơ nhỏ bao phủ mặt đất cũng như vậy. Toàn bộ thiên địa lúc này tràn ngập quy tắc, những sợi tơ quy tắc này giống như bị dẫn dắt điều khiển đồng loạt quấn về phía vương lâm thần thông thuật phong vân lôi điện thậm chí kim mộc thủy hòa thổ ngũ hành bất ngờ biến ảo ra bốn phía vương lâm ẩm ẩm lao thẳng về phía hắn khi tới gần vô số thần thông này ngưng tụ lại hình thành một ngón tay hự ảo do vô số sợi tơ quy tắc tạo thành mang theo lực lượng hủy diệt của móng tay điểm và mi tâm vương lâm kết thúc ở đây nhé tập tiếp theo bộ truyện tiêm nghịch ở trong phần danh sách phát nhớ đăng ký ủng hộ kênh kiwi quy nhé cảm ơn